Trương Hoài Nghĩa đang phạt cháu trai không nghe lời, ông dạy Trương Sở Lam rất nhiều năng lực đặc biệt nhưng lại không cho anh dùng, nhất là không được cho người bình thường biết. Nhưng Trương Sở Lam lại dùng năng lực đặc biệt để đánh nhau với đám trẻ bình thường. Lần nào anh đánh nhau xong, Trương Hoài Nghĩa đều chuyển nhà bởi ông không muốn cháu trai bị cuốn vào chuyện giết chóc. Nhưng không lâu sau bi kịch vẫn xảy ra, Trương Hoài Nghĩa chết ở trước cửa nhà với vô số vết thương trên người. Ông từng dạy anh khi gặp khó khăn nhất định phải nhịn, không được dùng năng lực đặc biệt. Nếu anh sử dụng nhất định sẽ dẫn tới cảnh gió tanh mưa máu. Thế là anh ngụy trang thành một người bình thường, giả heo ăn thịt hổ, nhẫn nhịn 14 năm. Dù có bị bắt nạt anh cũng sẽ không đánh trả. Nhưng sau khi 2-3 chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra, cuối cùng anh buộc phải sử dụng năng lực mà mình che giấu 14 năm. Chàng trai này tên là Trương Sở Lam, hôm đó anh phát hiện thi thể của ông nội đã bị trộm mất mà một cô gái đột nhiên xuất hiện, còn tự xưng là chị gái cùng cha khác mẹ với anh. Trương Sở Lam biết đối phương là kẻ giả mạo, nhưng buổi tối anh phát hiện người kia xuất hiện ở mộ của ông nội. Anh lấy điện thoại ra chụp ảnh làm chứng cứ thì bị phát hiện, không ngờ đối phương lại bay lên rồi cầm sảng đập ngất Trương Sở Lam. Đợi anh tỉnh lại, cô ném thẳng Trương Sở Lam vào trong huyệt và nói là sẽ chôn sống anh. Nhưng lúc này một đám con rối đột nhiên xuất hiện ở nghĩa địa. Cô gái như hóa thành tia chớp, tay cầm dao thái rau lần lượt chém từng con rối, giải quyết rắc rối một cách nhanh chóng. Nhưng sau khi đánh một lúc, cô không đánh nữa mà xoay người chạy đi, chỉ để lại một mình Trương Sở Lam ở nghĩa địa. Cô quay về gặp mặt một người đàn ông, thực ra họ tới là để tìm thi thể của ông nội Trương Sở Lam, nhưng vẫn muộn một bước. Anh ta nghe nói cô để một mình Trương Sở Lam ở nghĩa địa thì cực kỳ lo lắng, vì anh ta cho rằng Trương Sở Lam chỉ là một người bình thường. Nhưng người đàn ông không hề chú ý tia chớp trên trời lúc này tới từ nghĩa địa. Lúc hai người chạy tới nơi thì cả Trương Sở Lam lẫn con rối đều biến mất. Hiện tại Trương Sở Lam là một sinh viên đại học, lúc lên lớp vào ngày hôm sau, anh không ngờ cô gái tối hôm trước cũng đi học. Hai người tìm một chỗ không người để nói chuyện. Cô gái tên là Phùng Bảo Bảo. Tối qua cô đã phát hiện Trương Sở Lam không phải người bình thường, cô ép anh phải sử dụng năng lực đặc biệt. Tôi từng thề không để lộ thực lực trước mặt người bình thường. Phùng Bảo Bảo vừa nghe vậy vội vàng lùi về phía sau, chạy bước nhỏ mượn lực từ bức tường bay lên rồi giơ dao lao về phía Trương Sở Lam. Không ngờ Trương Sở Lam quỳ mọp xuống nói bản thân chỉ là một người bình thường. Nhưng Phùng Bảo Bảo lại không tin, dùng hai con dao chém nát quần áo của anh, sau đó dùng điện thoại chụp ảnh lại uy hiếp bắt anh nhận mình làm chủ nhân. Nếu không bức ảnh này sẽ được đăng lên diễn đàn trường. Trương Sở Lam không nói hai lời lập tức dập đầu nhận chủ. Lúc này thi thể của Trương Hoài Nghĩa đang nằm trong tay đám người này. Một trong những người này dùng dị năng lấy được khí từ trong thi thể ra. Cậu ta muốn trích xuất được ký ức của Trương Hoài Nghĩa từ khí. Đáng tiếc năng lực trong khí quá ít, e rằng không lấy được tin tức quan trọng gì. Thế là họ quyết định bắt Trương Sở Lam bất kể sống hay chết đều được. Lúc này một đạo sĩ đang đợi tàu hỏa nhưng anh đột nhiên lại nhìn thấy một thứ kỳ lạ. Hiển nhiên chỉ mình anh mới có thể nhìn thấy. Sau đó đạo sĩ đột nhiên bị kéo vào trong tàu hỏa. Anh thấy trong đó có rất nhiều xác chết. Anh chậm rãi đi về phía trước thì nhặt được một tờ báo. Thời gian ở trên đó chính là năm Giáp Thân. Đó chính là năm mà thế giới dị nhân bạo loạn. Năm đó có mấy vị dị nhân đã ngộ ra bát đại kỳ vĩ. Dị nhân ở khắp nơi đã làm dấy lên một trận gió tanh mưa máu để tranh đoạt bát đại kỳ vĩ. Năm đó chính là năm Giáp Thân, được xưng là loạn Giáp Thân. Lúc đạo sĩ bỏ tờ báo xuống, trước mặt đột nhiên xuất hiện một người sống. Người này không phải ai khác, chính là Trương Sở Lam. Toàn thân anh đầy máu, mắt phát quang, có lẽ vừa mới trải qua một trận chiến lớn. Nhưng đột nhiên hoàn cảnh bắt đầu trở nên hư ảo, đạo sĩ lại quay về thế giới bình thường. Sao nội cảnh lại có thể không hỏi mà tự hiện ra? Sinh viên đại học không mặc quần áo trốn trên cây nhưng lại bị một cặp đôi vô tình phát hiện ra. Trương Sở Lam thấy đối phương định chụp ảnh nên đã chọn dùng dị năng chạy trốn, nào ngờ đối phương vẫn chụp được. Không lâu sau bức ảnh đã lên trang đầu của diễn đàn trường, cặp mông bí ẩn trắng như tuyết xuất hiện trong đêm trăng tròn. Các bạn cùng trường đặt cho anh một bí danh, Đại Hiệp Khỏa Thân, cũng may bức ảnh đó không chụp được mặt. Nhưng tối đó đột nhiên có đàn em kết bạn với Trương Sở Lam lại còn chủ động hẹn anh ra gặp mặt. Đàn em là một cô gái xinh đẹp vừa gặp đã khiến Trương Sở Lam mê đắm. Cô ta nói đã ngưỡng mộ Trương Sở Lam từ lâu. Đàn em còn lấy ván trượt của mình ra cho anh chơi, lại còn cố ý sờ tay của Trương Sở Lam. Điều này có tính dụ hoặc rất lớn với một người độc thân 22 năm từ trong bụng mẹ như Trương Sở Lam. Lúc đi qua một con hẻm nhỏ, đàn em đẩy Trương Sở Lam một cái, ép anh vào tường rồi đưa tay đặt vào sau cổ anh, không biết định lén làm gì. Tuy Trương Sở Lam không phát giác được nhưng anh biết đối phương vốn không phải đàn em mà là người trộm mất thi thể của ông nội. Thấy âm mưu đã bị đối phương vạch trần, cô ta cũng không giả vờ nữa mà triệu hoán một đám con rối ra. Cô ta chính là Liễu Nghiên Nghiên, truyền nhân duy nhất của nhà họ Liễu ở Tương Tây, thuật khôi lỗi vang danh thiên hạ. Cô ta không chỉ điều khiển được con rối mà còn điều khiển được Trương Sở Lam, lấy ngay máy chơi game ra làm anh chìm vào giấc ngủ. Một bên khác, Phùng Bảo Bảo và Từ Tam phát hiện định vị của Trương Sở Lam có dị thường, định đi ứng cứu. Lúc Trương Sở Lam tỉnh lại đã xuất hiện trong lòng Hạ Hoa, mọi người nhìn cảnh này đều ngây ngẩn cả người. Không phải cô định làm ngay tại đây chứ, chí ít cũng phải để tôi làm xong chuyện chính đã. Sau khi xong chuyện, cô thích làm gì anh ta thì làm. Lữ Lương lập tức dùng dị năng khống chế Trương Sở Lam, anh ta có thể trực tiếp thăm dò nguyên thần của người khác. Lữ Lương muốn tìm ký ức liên quan tới Trương Hoài Nghĩa trong đầu Trương Sở Lam, bọn họ tới từ một tổ chức có tên là Toàn Tính.
Mỗi người trong tổ chức đều không tuân theo bất cứ quy tắc nào, vô cùng cá nhân, thành viên thì nhiều vô số kể. Đây là một tổ chức vô cùng tàn ác trong thế giới dị nhân, lúc này Lữ Lương đột nhiên bị ai đó cắt ngang. Hóa ra là Phùng Bảo Bảo và Từ Tam tới, người mạnh nhất trong ba người chính là Hạ Hòa. Cô ta là một trong bốn người tùy tiện nhất của toàn tính, đại biểu của sức chiến đấu mạnh. Từ Tam dùng ý nghĩ khống chế rồi ném bạch tuộc ra, đối phương thấy vậy vội vàng chạy trốn, chỉ có con rối phản ứng chậm là bị đánh trúng. Phùng Bảo Bảo đánh nhau với người có sức chiến đấu mạnh nhất là Hạ Hòa, tấn công mấy lần nhưng cô ta đều tránh được. Hạ Hòa còn không quên thừa cơ cởi áo, Bảo Bảo nhân cơ hội này đi cứu Trương Sở Lam, cố gắng đánh một phát làm anh bay tới cạnh Từ Tam. Sau đó Bảo Bảo lại tiếp tục chiến đấu với Hạ Hòa, hai bên ngang tài ngang sức, không ai làm đối phương bị thương dù chỉ một sợi tóc. Lúc Bảo Bảo đang định bổ về phía Hạ Hòa, Từ Tam lại kéo cô về. Đừng có khinh địch, đối phương là dao cạo xương Hạ Hòa đó, cô ta có thể kích phát mong muốn nguyên thủy nhất của con người, khiến người ta chìm đắm trong đó. Từ Tam là người học thức uyên thâm, là thư ký tổng giám đốc ở Lục Bắc. Lần này anh ta đưa theo rất nhiều nhân viên xuất chiến, những nhân viên này đều là dị nhân, hai bên lập tức bắt đầu hỗn chiến. Mà Liễu Nghiên Nghiên lại nhân lúc Họa Lạc khống chế Trương Sở Lam và đưa lên xe. Sau khi bắt được anh, Hạ Hòa cũng không tham chiến nữa và định bỏ đi. Nhưng sao Bảo Bảo có thể thả họ đi một cách dễ dàng thế được? Cô ném dao ra nhưng chẳng trúng ai mà bay xuyên qua xe. Giây tiếp theo xe bị chia thành hai nửa. Liễu Nghiên Nghiên bị đeo vòng khống chế dị năng, toàn bộ con rối đều biến mất. Hạ Hòa và Lữ Lương cưỡi xe máy chạy mất, Bảo Bảo cứu Trương Sở Lam thành công. Anh được đưa tới công ty chuyển phát nhanh, đầu cũng thông. Nơi này có tổ chức đặc thù quản lý dị nhân do ban ngành có liên quan thành lập nên. Lấy danh nghĩa là công ty chuyển phát nhanh để bảo vệ sự ổn định của thế giới dị nhân. Mặt ngoài là làm chuyển phát nhanh, thực tế là phụ trách thanh lý đám dị nhân cặn bã. Mục đích mà họ tìm Trương Sở Lam là muốn anh tới đây làm, bởi họ biết ông nội của Trương Sở Lam có thực lực nắm tốt đầu trong các dị nhân. Theo lời khai của Liễu Nghiên Nghiên, toàn tính trộm thi thể của Trương Hoài Nghĩa là để lấy được ký ức của ông, giải đáp bí mật loạn giáp thân. Bởi mười mấy năm trước, mười mấy cao thủ tốt đầu trong thế giới dị nhân đã bị ông nội của anh đánh chết. Và ông chính là một trong những người sáng tạo ra bát kỳ kỹ. Kỳ kỹ của ông tên là khí thể nguyên lưu, mà toàn tính thì có hứng thú với nó. Nhưng điều khó tin là lúc toàn tính quét xong thi thể của Trương Hoài Nghĩa thì mộ của ông bị đào. Trương Sở Lam không nhịn được nữa, quyết định gia nhập đâu cũng thông. Nhưng vừa rồi toàn tính đã công khai thông tin của anh trong thế giới dị nhân. Thông tin quan trọng nhất là Trương Sở Lam là người kế thừa của khí thể nguyên lưu. Tin tức này vừa được công khai, toàn bộ thế giới dị nhân đều thấy có hứng thú với anh. Nhưng Trương Sở Lam lại chẳng hề biết khí thể nguyên lưu là gì. Thế là buổi tối anh lại bị người ta bắt cóc, nhưng người bắt anh không phải người của toàn tính. Một bên tới từ Thiên Hạ Hội mời Trương Sở Lam đi gặp mặt hội trưởng của họ, một bên khác thì tới từ núi Long Hổ, bên này có liên quan mật thiết với ông nội. Bởi công pháp mà họ sử dụng giống hết với công pháp mà ông nội dạy Trương Sở Lam, lần này họ tới là để mời anh về núi để tham gia cuộc thi thừa kế thiên sư. Nhưng trước khi đưa anh về, anh ta muốn kiểm tra thực lực của Sở Lam có đủ tư cách để tham gia tuyển chọn không. Đối phương lại đánh bay Trương Sở Lam chỉ bằng một kích, mọi người cứ tưởng anh sẽ bị thương nặng, nào ngờ anh chẳng hề hấn gì. Trương Sở Lam nổi giận quyết định không nhẫn nhịn nữa, phải dùng bản lĩnh mà ông nội dạy mình để đánh lại. Trương Sở Lam lao vùn vụt về phía đối phương, trên người tản ra từng luồng kim quang. Nhưng không ngờ vừa tung ra một cú đấm chẳng những không chạm được tới đối phương, lại còn bị anh ta dùng khí hóa hình tát bay. Anh ta cho rằng anh quá yếu ớt, xoay người định rời đi, nhưng Trương Sở Lam lại gọi anh ta lại, đứng dậy dùng thực lực chân chính để khai chiến. Vào thời khắc quan trọng, Phùng Bảo Bảo đi tới nhưng cô không ra tay mà bảo Trương Sở Lam dùng hết con bài tẩy. Toàn thân anh đột nhiên tràn ngập tia chớp, làm tư thế chuẩn bị xung phong. Trương Linh Ngọc ngây ngẩn cả người, không ngờ Trương Sở Lam lại biết lôi pháp không truyền cho người ngoài của phủ thiên sư. Hai người bay thẳng lên không trung tiến hành chiến đấu. Trương Linh Ngọc cũng biết lôi pháp nhưng công pháp của hai người không giống nhau. Công pháp của Trương Sở Lam giống thân truyền của lão thiên sư phủ thiên sư núi Long Hổ hơn. Trong các đệ tử của phủ thiên sư chỉ có số ít những người có thực lực mạnh, được người ta gọi là cao công, rất ít người trong số này học được lôi pháp. Trong nghìn năm trở lại đây chỉ có mình lão thiên sư của phủ thiên sư truyền thụ lôi pháp cho người khác, mà ông chỉ truyền thụ cho người nào có khả năng trở thành người thừa kế thiên sư nhất. Nhưng ba người tới lần này chưa từng nghe nói Trương Sở Lam và ông nội của anh là người của phủ thiên sư. Không đơn giản, Trương Sở Lam quả thực không đơn giản, điều khiến người ta kinh ngạc hơn là anh còn sử dụng trưởng tâm lôi. Nhưng Trương Linh Ngọc cũng không phải đèn cạn dầu, anh ta chỉ dùng 3 tầng công lực đã dễ dàng đánh bại Trương Sở Lam. Nhưng cũng may Phùng Bảo Bảo đã bảo vệ anh, hóa giải trưởng tâm lôi của đối phương một cách dễ dàng. Hiển nhiên Phùng Bảo Bảo mới là người có sức chiến đấu mạnh nhất ở đây. Sau khi thấy thực lực của Trương Sở Lam, anh ta cũng không khinh anh nữa, mà chính thức mời Trương Sở Lam tham gia đại hội diễn võ dị nhân của núi Long Hổ vào 2 tháng sau. Cuộc thi này diễn ra công khai để tìm ra người thừa kế đời thiên sư tiếp theo. Trương Sở Lam vốn không muốn tham gia nhưng sau khi được đối phương nhắc nhở anh lại có hứng thú, bởi Trương Sở Lam muốn biết vì sao ông nội lại biết công pháp của phủ thiên sư. Để giúp Trương Sở Lam tăng thực lực tham gia đại hội diễn võ, Bảo Bảo đưa anh tới biệt thự định huấn luyện anh một tháng. Nhưng vừa đi vào biệt thự, Bảo Bảo lại muốn hôn anh. Trương Sở Lam vừa hồi hộp vừa chờ mong. Hai người vừa chạm vào nhau thì xung quanh tỏa ra ánh sáng nhiều màu. Giây tiếp theo, não Trương Sở Lam bắt đầu mơ hồ, suýt thì ngất.
Hóa ra bà Bảo đang truyền thụ công pháp cho Trương Sở Lam tên là Lão Nông Công. Cần cù luyện tập một tháng sẽ khiến thực lực của anh tăng cao. Trương Sở Lam vẫn đang luyện công nhưng bà Bảo lại cởi áo ngay trước mặt anh. Phùng Bảo Bảo, cô làm gì thế? Làm gì? Đi tắm. Tôi vẫn ở đây đấy. Cô có biết ngượng là gì không? Ngượng, hình như người khác cũng từng nói làm thế này sẽ ngượng ngùng, so với cái này thì nên luyện công đi. Bà Bảo vừa tắm vừa bắt Trương Sở Lam luyện công nhưng hành vi của bà Bảo khiến anh không thể tập trung luyện công được. Trong đầu anh luôn hiện lên cảnh tượng kia, hành vi của bà Bảo có tính sát thương cực lớn với Trương Sở Lam. Lúc bà Bảo ra ngoài thì phát hiện khí của Trương Sở Lam luôn không tự chủ di chuyển xuống dưới. Nhưng bà Bảo mặc thế này lại ngồi cạnh Trương Sở Lam nên khí của anh không di chuyển xuống dưới là điều quá khó. Nhưng mấy hôm nay bà Bảo đã mặc quần áo hẳn hoi nhưng khí của Trương Sở Lam vẫn đi mất. Bà Bảo phát hiện vấn đề nằm ở cấm chế trên người Trương Sở Lam, vì thế cô quyết định giúp anh giải quyết vấn đề này. Cô gọi một đám phụ nữ tới giúp Trương Sở Lam phá cấm chế, nói rằng anh là con nhà giàu. Đám phụ nữ hám của kia nghe là con nhà giàu thì rất chủ động, bà Bảo đóng cửa lại rời đi, giữ sự riêng tư cho Trương Sở Lam. Một đám phụ nữ sán lại nhưng Trương Sở Lam lại không vui chút nào, trái lại còn hét to bảo những người này cút đi. Bởi anh cho rằng Phùng Bảo Bảo đang sỉ nhục mình, nhưng bà Bảo không hiểu, chỉ biết phá cấm chế là điều mà Trương Sở Lam luôn muốn. Anh nổi giận, không ngờ mình luôn ẩn nhẫn, giả vờ hèn yếu. Phùng Bảo Bảo lại thực sự coi anh là người như vậy. Anh muốn rời khỏi nơi này, bà Bảo lấy dao ra uy hiếp nhưng Trương Sở Lam không thỏa hiệp. Vì tôn nghiêm anh vẫn quyết định rời đi. Trương Sở Lam trở mặt với bà Bảo, được Phong Gia Yến của Thiên Hạ Hội đón tới tổng bộ. Phong Chính Hào nhìn trúng khí thể nguyên lưu trong người anh, muốn kéo anh vào Thiên Hạ Hội. Để giữ Trương Sở Lam lại, ông ấy còn bảo con gái Phong Gia Yến dùng mỹ nhân kế. Tuy cô ấy rất ghét Trương Sở Lam nhưng tạm thời chỉ đành diễn kịch, anh luôn may mắn như vậy. Vì Bảo Bảo khiến Trương Sở Lam tức giận bỏ đi nên giờ đang vô cùng hối hận, thế là cô quyết định đi gặp để xin lỗi. Để thuận theo sở thích, các đồng nghiệp đã giúp cô ăn mặc như thiếu nữ thủy thủ rồi lại biến thành dáng vẻ phú bà đô thị. Nhưng mọi người đều cảm thấy không ổn, cuối cùng dưới sự giúp đỡ của Khôi Lỗi Sư quyết định cho cô ăn mặc như em gái nhà bên. Bà Bảo đi giày cao gót tới tổng bộ của Thiên Hạ Hội lập tức vấp một cái, sau khi biết mục đích của cô, bảo vệ đang định ném cô ra ngoài. Bà Bảo không thể để như vậy được, giải quyết họ một cách nhanh chóng. Trước cửa thang máy có cửa ngăn phải dùng thẻ, cô tùy tiện nhảy qua. Lúc này Trương Sở Lam vẫn đang hưởng thụ cảm giác được mỹ nữ massage, nhưng trong lòng anh hiểu rõ họ đều có mục đích. Thế là anh nói thẳng ý đồ của họ ngay trước mặt Phong Gia Yến, cuối cùng cô ấy không muốn diễn nữa, đấm bay Trương Sở Lam ra ngoài. Phong Gia Yến cũng là một dị nhân, năng lực của cô ấy là dịch chuyển không gian. Bảo Bảo vượt ải đã đi tới sảnh lớn của Thiên Hạ Hội. Lúc này Giả Chính Du xuất hiện, anh ta là một cao thủ hiếm có trong thế giới dị nhân. Anh ta tấn công với đòn cực mạnh nhưng Bảo Bảo tránh thoát một cách dễ dàng. Giả Chính Du lại sử dụng Bôn Lưu Trưởng. Chiêu này là ngưng tụ khí trong lòng bàn tay, không chỉ tạo thành đòn tấn công mạnh mà còn có thể xâm nhập vào cơ thể như dòng nước. Nó có thể tạo thành tổn thương cực lớn với cơ thể và nội tạng. Bảo Bảo bị đánh trở tay không kịp, đầu óc bắt đầu mơ hồ. Nhưng chút kỹ năng nho nhỏ này sao có thể nào khó được Bảo Bảo. Giả Chính Du lại sử dụng chiêu thức mới tên là Trác Long Trùy. Chiêu này hơi giống thuật ngự kiếm. Dưới sự khống chế của Giả Chính Du, cái dùi như có mắt vậy liên tục công kích Bảo Bảo. Nhưng cơ thể Bảo Bảo vô cùng linh hoạt, chỉ bị xước sát ngoài da. Để thuận tiện cho việc đánh nhau với Giả Chính Du, cô cởi giày cao gót ra. Lúc này Phong Chính Hào xuất hiện. Giả Chính Du muốn giả vờ giả vịt trước mặt hội trưởng nên nói với Bảo Bảo rằng nếu cô quỳ xuống cầu xin sẽ suy nghĩ về việc thả cô đi. Trên lầu, Phong Gia Yến hoàn toàn bị chọc giận, lập tức đạp Trương Sở Lam xuống. Trương Sở Lam liên tục rơi xuống 40 tầng lầu, vừa khéo rơi xuống trước mặt Bảo Bảo. Cô vội vàng xin lỗi anh, thành khẩn cầu xin anh quay về với mình. Nhìn Bảo Bảo bị thương đầy người, thực ra Trương Sở Lam đã mềm lòng từ lâu, nhưng vì vấn đề mặt mũi nên phạt Bảo Bảo phải đứng. Phùng Bảo Bảo lập tức đứng thẳng người, không ngờ Giả Chính Du đột nhiên chui ra, nổi giận đùng đùng ném ba Trác Long Trùy ra đâm xuyên qua người cô. Phong Chính Hào đang định trị liệu cho Phùng Bảo Bảo, Trương Sở Lam lại bắn ra một luồng năng lượng trước nay chưa từng thấy. Biết anh còn cảnh giác với mình, ông ấy gọi con trai tới giúp. Tinh Đồng ngưng tụ khí trong tay bắt đầu sử dụng chiêu Câu Nguyên khiển tướng của nhà mình. Thứ mà Tinh Đồng triệu hoán ra là Vương Tử Trọng, một trong 9 đại quốc thủ. Anh ấy nhẹ nhàng rút Trác Long Trùy ra. Lúc Tinh Đồng đang định tiếp tục chữa trị thì đám Tử Tam chạy tới, nhanh chóng khiêng Bảo Bảo đi. Nhưng sau khi khiêng Bảo Bảo lên xe, bọn họ không tới bệnh viện ngay mà luôn miệng thảo luận hôm nay ăn gì. Cuối cùng họ đưa thằng Bảo Bảo về nhà định tiễn cô đoạn đường cuối. Từ nhỏ trừ ông nội chỉ có mình Bảo Bảo là liều mạng bảo vệ anh như vậy. Trương Sở Lam vô cùng hối hận, đáng tiếc cô sắp rời xa anh mãi mãi. Thế là anh quyết định hoàn thành kỳ vọng của Bảo Bảo với mình, tham gia đại hội diễn võ dị nhân của núi Long Hổ. Anh vừa nói xong Bảo Bảo đột nhiên sống lại. Thế thì anh còn ở đây lẩm bẩm cái gì, mau đi luyện công đi. Hóa ra Bảo Bảo có năng lực tự chữa lành cực mạnh, vết thương nhỏ này vốn chẳng là gì. Thế Bảo Bảo lại sinh long hoạt hổ, cuối cùng Trương Sở Lam cũng yên tâm mỉm cười. Thế là dưới sự chỉ đạo của Bảo Bảo, anh bắt đầu cuộc huấn luyện ma quỷ trước trận thi đấu. Lúc mới bắt đầu vô cùng khó khăn, làm gì cũng không tốt, nhưng nhờ sự đôn đúc nghiêm túc của Bảo Bảo, Trương Sở Lam ngày càng
càng lợi hại hơn. Lúc này 10 đại trưởng lão đã tề tụ ở núi Long Hổ. Họ là những người đức cao vọng trọng nhất trong thế giới dị nhân. Lục Cần đột nhiên sử dụng một trong bát kỳ kỹ Thông Thiên Lục. Nguyên nhân khiến ông ta sử dụng tuyệt kỹ là vì không muốn mọi người tranh bát kỳ kỹ tới không quản sông chết. Hơn nữa Lục Cần còn nói nếu ai thắng trong đại hội diễn võ, ông sẽ đích thân truyền thụ Thông Thiên Lục cho. Lục Cần có cái nhìn vô cùng cởi mở với tình hình chung, nhưng những gia tộc khác lại có ý đồ xấu. Những thế lực tà ác cũng nhắm vào Thông Thiên Lục, bọn họ đều là cao thủ tốt đầu của toàn tính, được xưng là bốn người tùy tiện, tử sắc tài khí. Hách Thiệu Văn thổi ra bóng khói có thể khiến cảm xúc của kẻ địch bị khuếch đại, khiến đối thủ hoàn toàn mất đi lý trí. Bốn ác nhân khống chế người tham dự đại hội diễn võ, định dùng anh ta để cướp đoạt Thông Thiên Lục. Lúc Bảo Bảo đi qua cổng an ninh của sân bay, Neo Ngơ coi cảnh báo kêu không ngừng, đồ liên tục rơi từ trong người cô ra, kêu đôm đốp dọa chết người. Ngoài ra Bảo Bảo mang theo mấy công cụ, trong đó còn có dao giết lợn và rìu. Cô ngại ngùng giải thích đó là đồ chơi, nhưng sao nhân viên an ninh có thể tin cô? Chị đây xấu à! Sau khi cứu Bảo Bảo ra, bốn người thuận lợi đi tới núi Long Hổ dưới sự dẫn dắt của Vương Giã Võ Đang, Trương Sở Lam đã gặp được Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư vô cùng vui mừng mà Sở Lam cũng nhìn thấy bóng dáng của ông nội trên người ông. Thiên Sư nói với anh nhất định phải thắng trong đại hội diễn võ dị nhân mới lấy được truyền thừa Thiên Sư Độ, mà Thiên Sư Độ cũng sẽ giúp Sở Lam giải đáp toàn bộ những mê mang. Tiếp đó Trương Linh Ngọc đưa bọn họ tới sau núi. Trương đấu ở trên núi đối diện, các tuyển thủ phải dựa vào bản lĩnh của mình để tới đó. Trương Linh Ngọc lập tức thị phạm cho mọi người xem, anh ta đạp lên xích sắt bước đi như không có chuyện gì. Những tuyển thủ khác cũng vô cùng thần thông nhảy qua một cách dễ dàng. Trương Sở Lam nhát gan không dám đi, bảo ném anh qua. Kết quả Sở Lam ôm lấy sợi dây xích, không dám động đậy, hơn nữa còn bị dọa run rẩy cả người. Để ở cùng anh Bảo cùng treo mình trên sợi xích. Lúc này một anh chàng tóc đỏ bay tới, anh ta tên Giả Chính Lượng, em trai của Giả Chính Du. Vì báo thù cho anh trai, anh ta giúp Bảo bay qua vách núi. Cuối cùng chỉ còn lại mình Trương Sở Lam, anh bò như ốc sên mất nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tới phía bên kia. Nhưng hai chân của anh lại run rẩy, bước đi cũng không nghe theo sự điều khiển của bản thân. Tiếp đó cổng lớn của chàng thi đấu được mở ra, hơn 100 tuyển thủ lũ lượt tiến vào, cuộc thi dị nhân đấu võ cũng chính thức bắt đầu. Quy tắc đào thải của cuộc thi được phổ biến. Vòng đầu tiên 4 người một tổ, 4 người rút được cùng một loại động vật trên điện thoại, loại đối phương thông qua phương thức hỗn chiến. Chẳng mấy chốc tổ đầu tiên đã lên sân, không ngờ bang em vườn đào lại rút được cùng một tổ. Điều này rất không công bằng với thành viên thứ tư. Nhưng khi họ nhìn thấy tuyển thủ thứ tư thì lập tức nhận thua, mà đối thủ của họ chính là Phùng Bảo. Ngoài ra lúc trước ba anh em họ làm xăng làm bậy đã bị Bảo đánh trong một trận, sau đó cô còn nhốt họ vào trong thùng container rồi ném xuống biển trôi tới Thái Bình Dương. Đối thủ mạnh như vậy còn đánh cái gì? Ba anh em biết mình đầu hàng nhận thua, Bảo giành được thắng lợi một cách dễ dàng. Cuộc thi bắt đầu với trận hỗn chiến kịch tính với 4 người chọn ra một người. Lúc này ba tuyển thủ đang liều mạng phòng ngự sự tấn công của Phi Đao, nhưng Phi Đao lại như có mắt luôn nhắm vào họ. Mà tuyển thủ thứ tư thì đang ở bên cạnh gọi điện thoại, anh ta chính là cao thủ của ngự vật môn Giả Chính Lượng. Vốn tưởng rằng giới hạn của anh ta là khống chế 6 thanh phi đao, nhưng MC lập tức sững người tại chỗ. 12 thanh phi đao như tên lửa đạn đạo liên tục tấn công đối thủ của anh ta, chẳng mấy chốc ba tuyển thủ còn lại đã không chịu nổi nữa. Họ nhanh chóng bị phi đao làm bị thương ngã xuống đất. Thấy phi đao đã tới trước mặt mình, ba tuyển thủ chỉ đành nhận thua. Cứ thế Giả Chính Lượng đã giành được thắng lợi một cách nhẹ nhàng. Tiếp đó một cao thủ sử dụng công phu sư tử hống ra trận. Anh ta không chỉ công kích cơ thể của kẻ địch mà còn có thể khiến nguyên thần của người kia bay ra khỏi cơ thể. Cô gái tên Bạch Thức Tuyết này cũng vô cùng lợi hại. Cô ta tu luyện công pháp tà môn có thể hút khí của người khác làm của mình. Vương giả của võ đang mà mọi người vô cùng chờ mong cuối cùng cũng xuất hiện. Tổ của bọn họ có một anh béo thực lực vô cùng mạnh. Anh ta giải quyết hai đối thủ một cách dễ dàng, như lúc anh ta xông về phía Vương Giã. Đối thủ của Gia Cát Thanh quả thật không đơn giản. Trong bọn họ có một cao thủ điều khiển bụi, một người thì điều khiển lửa. Ba người liên thủ xông lên tấn công, Gia Cát Thanh tránh thoát một cách dễ dàng, ly kỳ hơn là ba người luôn đứng yên tại chỗ. Hóa ra lúc còn chưa khai chiến, bọn họ đã rơi vào trận pháp của Gia Cát Thanh, đây chính là điểm mạnh của võ hầu kỳ môn. Ba người hoàn toàn không phải đối thủ của Gia Cát Thanh, chẳng mấy chốc họ đã mất khả năng chiến đấu. Trương Linh Ngọc cũng lợi hại hơn lúc trước, còn chưa dùng lôi pháp đã dễ dàng hạ được ba đối thủ. Cuối cùng cũng tới lượt Trương Sở Lam. Anh sợ không đánh lại được nên đã nghĩ ra ý xấu. Trương Sở Lam mặc áo choàng màu đen, giả vờ làm dũng sĩ phục thù. Tiếp đó anh còn bắt đầu nói lời huênh hoang, chê cười đối thủ không bằng con kiến. Chưa ra tay đã khiến trời biến sắc, chỉ dùng ý nghĩ cũng có thể hô mưa gọi gió. Thực lực này quả thật rất đáng sợ, mọi người đều sốc vì anh. Tiếp đó Sở Lam lại tiếp tục lừa dối, bắt ba người đấu với nhau để chọn ra người thắng. Ai thắng sẽ có tư cách đấu với anh, ba người vốn có cùng kẻ địch cuối cùng lại ra tay đánh nhau. Sau một phen liều chết chiến đấu, cuối cùng một người đã giành được thắng lợi. Trương Sở Lam lại tiếp tục lừa dối bảo anh ta ngồi xuống đất, điều chỉnh khí tới trạng thái tốt nhất. Bởi anh không phải người thừa nước đục thả câu, đối thủ càng kính phục Sở Lam hơn, thế là yên tâm bắt đầu điều khí. Không ngờ đây đều là âm mưu của Trương Sở Lam, anh lén lút đi tới trước mặt đối thủ, dùng áo choàng trùm lên đầu anh ta, sau đó điên cuồng đạp.
Mọi người sững hết cả người, người này đúng là không biết xấu hổ. Đối thủ tiếp theo của anh là Đan Sĩ Đồng, người này sử dụng đan thư một cách nhuần nhuyễn. Trương Sở Lam biết nhất định không đánh được anh ta, nào ngờ giây tiếp theo anh ta đã bị bắt cóc. Bà Bảo chôn người rất chuyên nghiệp, cô tới tham gia thi đấu là vì giúp Trương Sở Lam giải quyết chướng ngại vật. Đan Sĩ Đồng bị Bảo Bảo chôn không thể xuất hiện đúng giờ trên tràng đấu, vì thế Trương Sở Lam đã tiến vào top 16 một cách dễ dàng. Tiếp đó Trương Linh Ngọc lên sàn, đối thủ hoàn toàn không cùng một cấp bậc với anh ta. Anh ta chỉ dùng khí hóa hình đã trà sát đối thủ vào tường, không ngờ đối thủ lại là người có khả năng chịu đòn, ý chí cũng mạnh tới khó mà tưởng nổi, lần nào cũng đứng dậy được. Trương Linh Ngọc chỉ đành dùng trưởng tâm lôi xuyên thẳng vào người công kích tim của đối thủ, khiến đối phương không thể đứng dậy được nữa. Tuyển thủ top 3 là Hồ Thắng, truyền nhân của Đoạn Hồn Trưởng, cách đánh của anh ta vô cùng tàn bạo, hơn nữa còn hút khí của đối thủ. Người tên Hồ Thắng này trông không được bình thường, luôn nhìn lén tìm con mồi mới. Lúc nhìn thấy Phong Gia Yến, anh ta lập tức đuổi theo. Lúc Hồ Thắng đang định ra tay thì Tinh Đồng xuất hiện, Hồ Thắng chỉ đành từ bỏ dù không cam lòng. Nhưng anh ta đã đói không chịu nổi nữa, thế là đột nhiên tùng lấy em trai hút cạn người của đối phương. Hóa ra Hồ Thắng đã bị tứ đại ác nhân của toàn tình khống chế, bọn họ muốn lợi dụng anh ta để tạo hỗn loạn. Chẳng mấy chốc vòng thi đấu tiếp theo lại bắt đầu, đối thủ lần này của anh ta chính là Bạch Thức Tuyết. Hồ Thắng không đợi được xông lên, cơ thể Bạch Thức Tuyết vô cùng linh hoạt, công pháp mà cô ta dùng cũng là hút khí. Chỉ một lúc sau Hồ Thắng đã bại trận, còn bị cô ta cướp mất rất nhiều khí. Hồ Thắng tức giận không nhịn nổi, không để ý tới gì nữa mà đẩy ngã cô ta xuống đất rồi điên cuồng hút khí của Bạch Thức Tuyết. Nếu cứ tiếp tục như vậy cô ta chắc chắn sẽ phải chết. Gia Cát Thanh và Vương Giã vội vàng chạy xuống đập một phát đá bay Hồ Thắng. Anh ta đã phát điên nên định hút luôn cả đối phương. Gia Cát Thanh nhanh chóng sử dụng tứ bản hợp nhất tạo một kết giới năng lượng ở xung quanh nhốt anh ta ở bên trong. Không làm gì được Gia Cát Thanh, Hồ Thắng lại nhìn chằm chằm vào Vương Giã, nhưng anh sao có thể để anh ta chạm vào được. Bà Bảo dùng ưu thế áp đảo đánh cho đối thủ không còn sức đánh trả, đối thủ bất lực chỉ có thể sử dụng Lưu Thải Hồng. Phàm là người trúng chiêu này không chỉ mất dũng khí mà cảm xúc cũng sẽ dần biến mất. Anh ta tưởng rằng mình chắc chắn sẽ giành thắng lợi, thế là xông về phía trước. Nào ngờ khí của bà Bảo không có màu sắc nên vốn không bị ảnh hưởng gì. Sau khi đánh cho đối thủ một trận, anh ta chỉ đánh đầu hàng nhận thua. Lúc này Trương Sở Lam nhận được một tin nhắn lạ. Đối phương tự xưng là biết chân tướng cái chết của ông nội anh. Trương Sở Lam vội vàng đi tới, không ngờ lại là Lữ Lương của toàn tính. Hóa ra anh ta đã dùng thuật minh hồn lấy được một phần ký ức trên thân thể Trương Hoài Nghĩa. Sau khi đặt ký ức vào não, Trương Sở Lam đã nhìn thấy cảnh trước khi ông nội chết. Nhưng điều khiến anh không ngờ là hung thủ hại chết ông luôn ở cạnh anh. Sau khi biết Phùng Bảo Bảo có thể là hung thủ, anh lập tức chạy đi tìm họ để hỏi, không ngờ Từ Tường cũng đang tìm anh. Ông ấy hỏi Sở Lam có người nào của toàn tính tìm anh không? Sở Lam nói thật sự có một người, hơn nữa còn gửi tin nhắn đến cho anh. Lúc anh chuẩn bị lấy điện thoại ra lại đột nhiên cầm cây bút ở bên cạnh đâm mạnh vào người đối phương mấy mấy nhát. Hóa ra người này không phải Trương Sở Lam thật mà là một cao thủ dịch dung. Trương Sở Lam lập tức đuổi theo kẻ mạo danh, sau đó đánh đối phương hiện nguyên hình. Nhưng Từ Tường đã bị thương nặng, ông ấy biết mình không qua khỏi nên hy vọng trước khi lâm chung chăn trốn lại với Sở Lam. Trương Sở Lam hỏi Phùng Bảo Bảo có phải cô giết ông nội anh không? Từ Tường bảo anh đừng kích động, ông ấy sẽ nói tất thảy. Câu chuyện này phải nói từ năm Giáp Thân, lúc đó Phùng Bảo Bảo đã xuất hiện rồi. Lúc cô đi qua một thôn nhỏ thì gặp phải Lưu Manh, tên kia đẩy ngã cô xuống rồi làm chuyện xấu xa. Cũng may một đôi vợ chồng đi ngang qua nên đã dọa chạy kẻ Lưu Manh chạy mất, nhưng nhìn Phùng Bảo Bảo hơi ngốc, bọn họ đưa cô về nhà. Đôi vợ chồng này chính là bố mẹ của Từ Tường, lúc đó ông ấy mới là đứa trẻ 8 tuổi. Phùng Bảo Bảo đã sống ở đây một thời gian nhưng hễ nhớ lại chuyện trước đây thì đầu cô lại rất đau. Dường như cô đã phải trải qua chuyện gì đó rất đau khổ, thi thoảng cô sẽ ngồi xuống luyện khí, mọi người càng lúc càng thấy cô không hề đơn giản. Cũng nhờ có sự hướng dẫn của cô, Từ Tường đã bắt đầu dấn thân vào con đường luyện khí, từ đó mở ra một cánh cửa thần kỳ cho cậu bé. Cứ thế Phùng Bảo Bảo đã trở thành người thân thiết nhất trong gia đình. Từng ngày trôi qua đều rất vui vẻ nhưng hạnh phúc này nhanh chóng bị phá nát. Một đám cướp hung ác xông vào trong thôn làng cướp hết tài sản của người dân trong thôn. Bấy giờ Phùng Bảo Bảo vừa hay đi đốn củi trở về, tên cướp thấy cô quá đẹp nên chuẩn bị bắt cô đi. Bố Từ Tường vội chạy tới liên tục cầu xin gã tha cho Phùng Bảo Bảo, ai ngờ tên cướp cứ thế một dao giết chết anh ta. Từ Tường nổi điên xông tới có điều bị xô đập đầu ngất xỉu luôn. Tuy đang gặp nguy hiểm nhưng mặt Phùng Bảo Bảo vẫn tỏ vẻ mờ mịt, trông thấy mẹ Từ Tường khóc lóc thảm thiết, cô bỗng cảm thấy đau lòng. Phùng Bảo Bảo nói cô không muốn thấy họ khóc, hỏi cô phải làm thế nào thì bọn họ mới vui lại. Mẹ Từ đang đau lòng nên tức giận nói, tôi muốn tất cả bọn chúng phải đền mạng. Phùng Bảo Bảo cẩn thận ngẫm nghĩ lời nói của cô ấy, tên cướp lại nóng lòng nhào tới. Bỗng nhiên cô giơ tay lên, cứ thế bóp gãy cổ tên cướp. Một tên cướp khác lập tức nhào tới nhưng nào phải là đối thủ của cô. Đây là lần đầu tiên Phùng Bảo Bảo thể hiện thực lực. Nhưng điều khiến Từ Tường khiếp sợ không phải cảnh tượng đẫm máu mà là sức mạnh quỷ dị kinh khủng phía sau cô.
Do một mình Phùng Bảo Bảo tàn sát cả đám cướp, hơn nữa nhan sắc của cô chưa bao giờ thay đổi nên người trong thôn càng sợ cô hơn. Mẹ Tư Tường bèn đưa cô đến ở trong căn nhà nhỏ trên núi, sau đó tàn nhẫn vứt bỏ cô. Phùng Bảo Bảo đã xem bọn họ là người nhà. Cô cho rằng bọn họ sẽ quay lại đón mình nên luôn chờ đợi trong căn nhà nhỏ kia. Thế nhưng đợi mấy mươi năm căn nhà nhỏ đã hoang tàn không chịu nổi mà bọn họ vẫn chưa bao giờ xuất hiện. 40 năm sau Tư Tường trở lại thôn làng, bây giờ ông ấy đã là một ông già trung niên gần 50 tuổi. Ông ấy đi vào trong căn nhà nhỏ thì không thấy Phùng Bảo Bảo ở đây. Ông ấy biết Phùng Bảo Bảo chưa chết nên thề nhất định phải tìm được cô. Cứ thế lại vài năm trôi qua, rốt cuộc ông ấy biết tin cô ở Đông Nam Á. Phùng Bảo Bảo ở đây trộm bánh bao, bởi vì cơ thể nhanh nhẹn nên lần nào cũng dễ dàng thành công. Có điều không phải một mình cô ăn mà cô đang chăm sóc một đám trẻ lang thang. Lúc này một con buôn xuất hiện, cô ta lừa Bảo Bảo là mình biết người nhà của cô rồi dụ cô về hang ổ của mình, sau đó lén khóa cửa. Ngày hôm sau bọn buôn người chuẩn bị dẫn cô đi bán, chúng nói chỉ cần một mũi kim tiêm này cô sẽ được gặp người nhà. Phùng Bảo Bảo ngốc nghếch thật sự tin ngay. Có điều bọn buôn người đều ngạc nhiên biến sắc, lượng thuốc mê của bọn chúng có thể đánh gục được một con voi, nhưng Phùng Bảo Bảo chẳng hề hấn gì. Thế là gã lại tiếp tục tiêm thêm một liều, Phùng Bảo Bảo vẫn chơi ra đó. Tiêm hơn 10 liều thuốc mê cô bắt đầu thấy không chịu nổi, đầu óc quay cuồng. Bọn buôn người đồng loạt đánh cô một trận tơi bời nhưng Bảo Bảo vẫn ôm mộng tìm được người nhà. Đến nửa đoạn đường người mua tìm được Tư Tường, cả người Phùng Bảo Bảo toàn là máu, còn bị đánh đứt gân tay gân chân. May mà rốt cuộc hai người đã gặp lại nhau, cuối cùng Phùng Bảo Bảo cũng tìm được người nhà, từ đó về sau Tư Tường luôn dẫn theo cô. 12 năm sau bọn họ nhận được một tin, các cao thủ của các đại môn phái đã tập trung ở núi Tứ Cô Nương. Bọn họ lập tức đuổi theo, thấy trên đường chỉ toàn là thi thể, hơn nữa là nhân vật kỳ cựu trong giới. Rốt cuộc là kẻ nào mà lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy? Hóa ra bọn họ đang muốn cướp khí thể nguyên lưu, ai ngờ để bị ông nội lấy mạng. Có điều ông cũng trúng chiêu, không có loại thuốc nào chữa được đan phệ đường môn. Khi ông trông thấy Phùng Bảo Bảo, ông đã gọi thẳng tên cô. Phùng Bảo Bảo hỏi ông rằng người nhà của mình là ai, nhưng ông nội không chịu nói cho cô biết. Bởi vì ông nội đã hứa với Sở Lam sẽ về nhà nên bọn họ lập tức lái xe đưa ông nội về. Ông nội nói với Bảo Bảo là chỉ cần cô luôn bảo vệ Sở Lam thì chắc chắn cô sẽ biết thân thế của mình. Sau đó ông cố gắng cụm chán Bảo Bảo, đưa một món quan trọng vào trong cơ thể cô rồi dặn dò sau này hãy đưa nó cho Trương Sở Lam. Lúc này đan phệ đường môn càng dao động dữ dội, ông nội bị hành hạ đau đớn. Ông liên tục cầu xin Bảo Bảo giết mình, như thế mới chấm dứt đau khổ rồi đặt thi thể ông nội ở cửa ra vào. Sau đó Bảo Bảo luôn âm thầm bảo vệ Trương Sở Lam. Sau khi kể rõ sự thật, Tư Tường bắt đầu hộc máu rồi nhanh chóng vĩnh viễn nhắm mắt, mà Bảo Bảo cũng mất đi người thân duy nhất. Tuy bị đám yêu nhân toàn tính gây rối nhưng trận thi đấu võ thuật vẫn diễn ra. Lần này đối thủ của Trương Sở Lam là Đường Văn Long. Đường Văn Long hận anh thấu xương, vừa lên đã nói muốn đánh chết anh. Ngoài ra năm đó trên núi Tứ Cô Nương, ông nội đã giết chết sư thúc của anh ta và 7 cao thủ đường môn, bởi vậy anh ta muốn báo thù rửa hận thay cho họ. Ai ngờ trước mắt Trương Sở Lam đã dùng lôi pháp tấn công Đường Văn Long nhanh như chớp, nhanh chóng đánh bay anh ta. Đường Văn Long lập tức thi triển độc trương công pháp, độc trương mở ra cả người mang độc, hoàn toàn không thể tấn công tầm gần. Trương Sở Lam cũng không định lại gần anh ta, quanh người anh bắn ra vô số lôi điện quấn chặt lấy Đường Văn Long, khiến anh ta bị điện giật thành heo quay. Trương Sở Lam lại chủ động vươn cánh tay kéo anh ta đứng dậy, oan oan tương báo đến khi nào mới hết, đừng vì ân oán thị phi đời trước mà hủy hoại cuộc sống đời sau. Hành động của Trương Sở Lam giành được ấn tượng tốt của mọi người. Có điều Vương Nhị Cẩu lại nảy ra ý xấu, nghe Trương Sở Lam có cấm chế giết, anh ta lập tức cùng mọi người cười cợt, muốn quan sát ở khoảng cách gần. Đương nhiên anh sẽ không đồng ý với yêu cầu quá đáng này. Bọn họ tổ chức tiệc tối trong đêm cũng gọi tuyển thủ dự thi qua luôn, sau đó liên tục dụ Trương Sở Lam uống rượu. Trương Sở Lam không biết chuyện nên nốc hết cả chai, rất nhanh đã chẳng biết mình là ai. Thế thời cơ đến bọn họ lại đưa ra yêu cầu xem cấm chế giết. Quả nhiên Trương Sở Lam say xỉn đã đồng ý, mọi người thừa cơ hội liên tục tâng bốc anh. Thế là Trương Sở Lam dứt khoát làm luôn. Dưới ánh trăng cũng đến đoạn Trương Sở Lam dắt chim đi dạo, bởi vì không thấy rõ nên mọi người bắt đầu la ó. Phùng Bảo Bảo cũng cố gắng hò hét ở dưới, Trương Sở Lam bảo rằng muốn thấy cũng dễ thôi, chỉ cần sử dụng chân khí trong cơ thể là được. Thế là anh bắt đầu niệm khẩu quyết, Trương Sở Lam cứ thế dắt chim trước mặt đối thủ của mình suốt đêm. Mọi người đều hưng phấn hết cả lên, Trương Linh Ngọc tức giận, thằng nhóc này không cần mặt mũi nữa. Thi đấu võ thuật sắp bắt đầu, trận thăng hạng top 8. Người đầu tiên lên sân chính là Phùng Bảo Bảo, đối thủ của cô chính là Tiêu Tiêu, cao thủ thổi khí. Tiêu Tiêu lập tức tấn công nhưng đã bị Phùng Bảo Bảo nhẹ nhàng tránh thoát, có điều đối phương luôn áp sát theo, chẳng mấy chốc đã đánh trúng cô. Phùng Bảo Bảo bị đánh đến nỗi đầu óc quay cuồng, Tiêu Tiêu liên tục tung ra những đòn tấn công dữ dội, nhưng cô luôn có thể tránh khỏi một đòn quyết định ở thời điểm quan trọng. Thân pháp của cô trông có vẻ chưa qua bất kỳ đợt huấn luyện nào, mọi thứ đều dựa vào phản ứng bản năng. Lão Thiên Sư nghĩ căn cốt của cô đủ tốt để đạt cảnh giới thần ngâm nội liễm, điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Phùng Bảo Bảo biết mình nên giữ khoảng cách với anh ta, thế là sử dụng đạn nguyên khí mà anh Tư đã dạy mình, sau đó một hơi bắn ra vô số, triệt để bao vây toàn bộ không gian của Tiêu Tiêu. Chẳng mấy chốc anh ta bị bắn trúng nhưng lại không bị sao cả, xem ra cô vẫn chưa nắm chắc bí quyết của đạn nguyên khí. Tiêu Tiêu tranh thủ bắt đầu phản công, lần này anh ta hà hơi ra mạnh hơn rất nhiều, đây là cuộc tấn công liên tục không ngừng nghỉ. Kỹ năng né tránh của Phùng Bảo Bảo có thừa nên dễ dàng né được mọi đòn tấn công. Tiêu Tiêu tức tối khởi động hà hơi lần nữa, nhưng cô đã nhìn thấu sơ hở của anh ta.
nguyên thần của anh ta đã bị chính mình đánh bật ra ngoài, nó bắt đầu bay từ từ vào không trung. Nhưng đột nhiên Phùng Bảo Bảo điên cuồng hít vào hút hết toàn bộ nguyên thần vào trong người mình. Hơn nữa cô càng hút càng nhiều, bụng cô cũng căng trướng dữ dội. Sau đó cô bắt đầu bay lên khỏi mặt đất và từ từ lơ lửng giữa không trung. Cứ tiếp tục thì Tiêu Tiêu chắc chắn sẽ bị hút chết. Trừ Cát Thanh lập tức dùng tứ bản hòa hợp trận tại một màn chướng năng lượng chung quanh tập trung khí của Tiêu Tiêu vào trong. Phùng Bảo Bảo nhanh chóng nôn khí ra ngoài, sau đó cô bay ra ngoài giống bóng bay vậy. Đúng lúc Trừ Cát Thanh và Vương Dã cũng không cần phải rời đi vì cả hai là đối thủ trong trận tiếp theo. Vương Dã dùng Thái Cực Quyền tung đòn tấn công quyết liệt nhưng đều bị Trừ Cát Thanh hóa giải dễ dàng. Sau đó anh ấy lại dùng Bát Cực Quyền đỉnh tâm chủ hung hăng đánh văng Vương Dã ra ngoài. Tiếp theo Trừ Cát Thanh thôi động Võ Hầu Kỳ Môn hình thành một trận pháp chung quanh, anh ấy lại nói một từ khảm. Nước hồ xa ngàn dặm bỗng dưng dâng trào, sau đó lại tập trung thành một quả cầu nước khổng lồ điên cuồng đuổi theo Vương Dã. Anh bị đánh trở tay không kịp, đành liều mạng chạy quanh thao trường, nhưng quả cầu nước giống như có đôi mắt bám anh miết không buông. Vương Dã bị trêu chọc đến mức nhếch nhác, Trừ Cát Thanh vô cùng đắc chí. Quả cầu nước khổng lồ lại tấn công lần nữa, Vương Dã cũng không muốn lẩn trốn, tung hẳn một trường phá nó. Vương Dã trèo từ trong tảng đá ra, nhưng anh lại tỏ ra vô cùng thoải mái. Trừ Cát Thanh biết anh cơ bản không nghiêm túc. Vương Dã trông có vẻ luộm thuộm khi bị tấn công, như lần nào anh cũng né được mọi nguy hiểm. Theo tình hình trước mắt cho thấy thực lực của Trừ Cát Thanh tương đối đáng gờm, Vương Dã cũng bảo anh ấy lập tức bỏ quyền rời đi, nếu không anh ấy sẽ phải chịu thất bại lớn nhất trong đời. Trừ Cát Thanh vội bói một quẻ cho mình. Quẻ vừa ra anh ấy liền thấy hoảng, kết luận lại là lao vào chỗ chết. Vương Dã cũng dùng thuật sĩ tương tự bỗng chốc phá giải đòn tấn công của Trừ Cát Thanh. Trước ưu thế thắng bại của hai người đã xảy ra sự đảo ngược cực lớn. Trừ Cát Thanh nhanh chóng ném quả cầu lửa, Vương Dã bình tĩnh biến ra cây đại thụ chặn đòn tấn công, hơn nữa nhánh cây ngày càng dài và rậm rạp. Theo lý mà nói thì khiên lửa là khắc tinh của khiên gỗ, nhưng cây đại thụ đã ngăn được ngọn lửa, chuyện này quả thật không hợp lý cho lắm. Trừ Cát Thanh hoảng loạn triệt để, bắt đầu điên cuồng bắn những quả cầu lửa vào cái cây đại thụ, nhưng chẳng những cây đại thụ không bị thiêu cháy, ngược lại còn phát triển cao hơn và tươi tốt hơn. Cuối cùng Trừ Cát Thanh cũng chẳng thể hiểu nổi, dù có là kỳ môn thuật sĩ mạnh cỡ nào đi chăng nữa cũng cần tuân theo pháp tắc về thuộc tính tương khắc. Rốt cuộc Vương Dã làm điều đó như thế nào? Anh ấy muốn biết rốt cuộc đây là sức mạnh gì? Thế là Trừ Cát Thanh phát động tâm pháp kỳ lạ và nguy hiểm để nâng cao cảm quan của mình. Tuổi dự, thế lưu ly. Hai cao thủ lớn đã phân thắng bại, Trừ Cát Thanh bị phong ấn huyệt lớn bên trong đã không thể dùng khí được nữa. Anh ấy biết mình không phải đối thủ nhưng anh ấy vẫn có ý định miễn cưỡng đột phá và đấu tiếp với Vương Dã. Làm như vậy chẳng khác gì tự tìm đường chết, cũng may Vương Dã kịp thời ngăn cản. Nếu không Trừ Cát Thanh đã xuống dưới hoàng tuyền. Vương Dã cũng thấy không phục anh ấy nên quyết định cho anh ấy xem trận pháp của mình. Hóa ra độn thuật mà khi nãy anh sử dụng là Phong Hậu Kỳ Môn, một trong bát kỳ kỹ, nó có thể tùy ý điều khiển thời gian và không gian trong trận pháp. Thì ví dụ hòn đá trước mặt sẽ rơi xuống đất ngay lập tức dưới tác dụng của trọng lực, nhưng anh có thể khiến nó lơ lửng giữa không trung trong một phút, dù là hướng gió hay nhiệt độ thì đều có thể điều khiển được. Sau đó chỉ cần ở trong trận pháp này anh có thể làm gì tùy thích, còn năng lực này còn đánh đố gì nữa. Trừ Cát Thanh đành cam tâm tình nguyện nhận thua, nay Vương Dã lợi hại như thế, Trương Sở Lam lập tức thấy hoảng. Vì đối thủ tiếp theo của anh là Vương Dã, Phùng Bảo Bảo lại ra hiệu cho anh không cần phải lo, cô lập tức đi chôn Vương Dã. Thi đấu võ thuật tứ kết giải đấu thăng hạng tiếp tục triển khai, lần này người quyết đấu là Phong Gia Yến và Giả Chính Lượng. Phong Gia Yến muốn chứng tỏ bản thân trước mặt ba mình lập tức phát động tấn công về phía Giả Chính Lượng. Cô ấy có thể dịch chuyển tức thời trong phạm vi nhìn thấy, dựa vào tốc độ nhanh như chớp đánh Giả Chính Lượng không kịp trở tay. Anh ấy lập tức ném phi đao đánh trả, bỗng chốc Phong Gia Yến di chuyển ra sau, đấm một cú đánh văng anh ấy ra ngoài. Thực lực này quá ư là lợi hại, Giả Chính Lượng bị đánh đến mức đầu rơi máu chảy. Anh ấy bất đắc dĩ phóng ra 12 phi đao, Phong Gia Yến không ngừng sử dụng không gian để dịch chuyển tức thời để tránh, nhưng cô ấy vẫn bị trúng một đao. Giả Chính Lượng không dám lười biếng nhanh chóng thu phi đao về. Anh ấy lại phát động tấn công dữ dội lần nữa, Phong Gia Yến mở nút không gian và thời gian cướp lấy một phi đao. Sau đó cứa thật mạnh vào Giả Chính Lượng. Cô ấy không ngờ phi đao không nghe theo hô hoán của mình vì phi đao đang bị anh ấy kiểm soát. Phong Gia Yến đành phải tấn công miễn cưỡng đá bay anh ấy ra ngoài. Lúc này hai bên đều bị thương nặng, để giành được thắng lợi cả hai nhanh chóng đứng dậy. Phong Gia Yến khuếch tán khí ra phạm vi rộng hơn để nhận biết rõ hơn đường chạy của phi đao. Giả Chính Lượng phủ khí lên phi đao để lực ma sát của chúng vô hạn gần như bằng không. Chiêu thức này rõ ràng là tuyệt chiêu giết địch. Phong Gia Yến không dám khinh địch, cô ấy sử dụng vũ trụ mê. Lúc nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mọi người đều chưa nhìn rõ.
thì ra phong gia yến khuếch tán khí là để kết nối với các chiều không gian khác. Khi giả chính lượng phóng phi đao ra có vài cái tiến vào không gian do cô ấy tạo ra, sau đó phong gia yến lại thông qua không gian kết nối dẫn phi đao tới vị trí của giả chính lượng, nhưng hai người đều bị phi đao bắn trúng ngã xuống đất và không đứng dậy nổi. Nhưng phong gia yến cậy mạnh vẫn cố gắng đứng dậy, cuối cùng cô ấy giành phần thắng trong cuộc thi. Nhưng cô ấy biết giả chính lượng ra tay nương tình, tuy cô ấy có thể di chuyển vài phi đao nhưng không cách nào di chuyển đồng thời cả 12 cái. Và lúc phi đao phóng vào người của phong gia yến định lấy mạng cô, giả chính lượng lại cố tình chuyển hướng. Vì lúc cuộc thi vừa bắt đầu anh ấy đã yêu phong gia yến, không nhẫn tâm ra tay giết cô ấy. Suy cho cùng phong gia yến cũng không trụ nổi, gục đầu ngã quỵ vào lòng của giả chính lượng, hai người đều rơi vào bể tình. Màn hình thay đổi đến bên vương giã. Anh vừa mới thoát khỏi sự truy đuổi của ba đàn chị nổi tiếng, tưởng mình cuối cùng cũng được yên. Lúc anh tỉnh lại thì đã bị trói, mà Phùng Bảo Bảo đang đào hố chuẩn bị chôn người. Vương Giã cũng mau chóng thi triển loạn kim chiết, sau đó anh hét lên một tiếng rồi đi vào lòng đất. Khi Phùng Bảo Bảo chạy qua xem, đột nhiên anh xuất hiện tóm lấy mắt cá chân cô, sau đó anh hung hăng vứt cô vào trong hố. Vương Giã còn nghĩ là không chế được cô. Phùng Bảo Bảo cầm cây sảnh tấn công, Vương Giã co do bỏ chạy. Đáng tiếc là chạy cỡ nào cũng không cắt đuôi cô được. Anh vội sử dụng bách hoa liễu loạn tạo ra nhiều phân thân chạy theo các hướng khác nhau. Bỗng chốc Phùng Bảo Bảo đã tìm được chủ thể, sau đó phóng một sảnh phá pháp thuật của anh. Lúc cô phóng lên không lần nữa, Vương Giã cũng sử dụng chướng mục hương. Sau đó một luồng khí nhanh như chớp khiến mắt của Phùng Bảo Bảo hóa đục, hai mắt tối thui không thấy được gì. Vương Giã đang chuẩn bị lẳng lặng bỏ đi, không ngờ anh lại giẫm phải một nhánh cây, lại bị cô phát hiện. Mãi đến trận đấu thứ hai bắt đầu, Vương Giã cũng chưa xuất hiện trong trường thi. Mọi người còn tưởng anh sẽ không xuất hiện, không ngờ cuối cùng anh cũng tới nơi. Phùng Bảo Bảo xách sảnh vung lên, kết quả cô đập mạnh xuống đất làm cây sảnh tách ra làm đôi. Nhìn rõ tình hình xung quanh cô mới biết mình đã làm sai, thế là cô chán nản rời khỏi hội trường. Còn trường Sở Lam không đánh mà Thành vào được vòng trong. Thi đấu võ thuật tứ kết giải đấu thăng hạng tiếp tục tiến hành. Tuyển thủ quyết đấu đầu tiên là Phong Tinh Đồng và Vương Tịnh. Phong Tinh Đồng sử dụng kỹ thuật tuyệt học gia truyền công nguyên khiển tướng, một cột khói dày như mãng xà vọt thẳng lên trời, bỗng nhiên trời đất cũng thay đổi. Anh ấy triệu hoán Liễu Khôn Sinh được xưng là xà tiên Đông Bắc. Khôn Sinh đại gia định hợp thể với Tinh Đồng nhưng đột nhiên lại bị sức mạnh nào đó ngăn cản. Hơn nữa khí trong cơ thể cũng đổi màu, thì ra xà tiên bị Vương Tịnh khống chế. Sau đó anh ta sử dụng câu nguyên khiển tướng, nhưng không phải chiến đấu cùng xà tiên mà là một hơi nuốt chửng nó vào. Tinh Đồng hoàn toàn ngây người tại sao anh ta lại biết tuyệt học gia truyền của mình. Tinh Đồng đã dốc hết toàn lực nhưng anh ấy rõ ràng không phải đối thủ của Vương Tịnh. Trong lúc bất lực anh ấy đành mời khí linh thứ hai cũng được gọi là thánh thủ y học, Vương Tử Trọng. Tinh Đồng mới anh Tử Trọng hóa thành kim đâm vào đại huyệt trong người mình, ép kích hoạt vận hành tiên thiên nhất khí. Tuy nó sẽ gây tổn hại lớn cho cơ thể nhưng bây giờ anh ấy cũng không còn cách nào khác. Sau khi phóng thích tiềm năng, Tinh Đồng sử dụng toàn bộ sức mạnh, cuối cùng kéo Liễu Đại Gia trở về. Rồi anh ấy lại thi triển công nguyên giải, giúp Liễu Đại Gia thoát khỏi sự khống chế của Vương Tịnh và gọi người của mình đưa nó rời khỏi nơi này. Tinh Đồng đã đạt cực hạn, bèn chủ động nhận thua với Vương Tịnh. Vương Tịnh không định tha cho anh ấy vì Tinh Đồng đã khiến anh ta bỏ lỡ thực phẩm bổ sung tốt nhất. Sau đó anh ta cướp đi khí linh của Vương Tử Trọng chuẩn bị miễn cưỡng nuốt chửng lấy nó. Tinh Đồng liều mạng đẩy anh ta ra, Vương Tịnh thi triển công nguyên khiển tướng chẳng mấy chốc lại khống chế được Vương Tử Trọng. Nguyên thần bị nuốt chửng từng chút một, Tử Trọng ra ra thốt lên tiếng kêu gào đau đớn. Nhưng Tinh Đồng đã không còn năng lực chiến đấu, anh ấy đành phải đưa ra lựa chọn xấu nhất, đó là biến mất cùng khí linh. Tử Trọng ra ra hồn bay phách tán hoàn toàn. Vương Tịnh nổi cơn thịnh nộ xông lên đấm một phát vào Tinh Đồng, thậm chí còn muốn giết anh ấy ngay lập tức. Cũng may người của Phủ Thiên Sư kịp thời ra tay mới cứu được cái mạng nhỏ của Tinh Đồng. Thấy em trai mình bị đánh đến mức trọng thương, Phong Sa Yến lập tức chuẩn bị trả thù, không ngờ họ lại chủ động tìm đến tận nhà. Phong Chính Hào định hỏi rốt cuộc họ có được công nguyên khiển tướng bằng cách nào. Vương Ái nói là ông của ông ấy, Phong Thiên Dưỡng, dạy cho mình. Năm xưa Phong Thiên Dưỡng và những tên trộm khác ly tán rơi vào tay nhà họ Vương. Ai ngờ Phong Thiên Dưỡng là kẻ hèn nhát, bị dọa đến mức không ngừng dập đầu xin tha. Gia chủ nhà họ Vương kêu ông ta giao công nguyên khiển tướng ra. Họ không những sẽ tha mạng cho ông ta còn bảo toàn người nhà và đời sau của ông ta. Phong Thiên Dưỡng bèn giao câu nguyên khiển tướng ra, hơn nữa ông ta còn thề nếu mình có đời sau tuyệt đối sẽ không truyền câu nguyên khiển tướng hoàn chỉnh cho họ. Vương Ái đắc chí gian dạy Phong Chính Hào, vinh quang bây giờ của nhà họ đều do từng cái dập đầu từ ông của ông ấy mà ra, là thế lực của nhà họ Vương bảo vệ mà có. Nghe được những chuyện muộn màng của ông mình, Phong Chính Hào vô cùng ngạc nhiên, nhưng đối mặt với sự sỉ nhục càn rỡ của Vương Ái như vậy, cơn thịnh nộ của ông ấy đã lên đỉnh điểm. Chuyện tuyệt đối không ngờ là ông ấy lại quỳ một cái phịch xuống đất. Ông có chuyện thiên hạ sẽ thay ông làm. Hai ông cháu của Vương Ái cực kỳ đắc chí, họ nghĩ từ nay về sau có thể kiểm soát nhà họ Phong. Ông ta không hề biết rằng Phong Chính Hào như vậy mới là đáng sợ nhất. Bây giờ họ cười rạng rỡ bao nhiêu, sau này chết sẽ thê thảm bấy nhiêu.
Hơn nữa, từ công pháp của Vương Tịnh cho thấy câu nguyên khiển tướng của anh ta rất là tà môn. Anh ta miễn cưỡng thuần phục linh thể rồi nuốt chửng, sau đó tăng cường sức mạnh cho mình, hoàn toàn khác với nhà họ Phong của họ. Cho nên năm đó Phong Chính Dưỡng dạy họ thời gian không phải câu nguyên khiển tướng thực thụ. Đối mặt với sự sỉ nhục mà có thể từ bỏ tôn nghiêm và kiểm soát cảm xúc của mình một cách tự nhiên, Phong Chính Hào không hổ là anh hùng thời đại. Cuộc thi đấu võ thuật tiếp tục diễn ra vào ngày hôm sau. Hai bảo bối sống Trương Sở Lam và Phùng Bảo Bảo vừa lên sàn thi đấu. Phùng Bảo Bảo dùng kỹ năng diễn xuất cực kỳ vụng về, giả bộ mình bị thua trước Trương Sở Lam. Nhưng họ diễn cũng giả chân quá, thú sự phẫn nộ của các tuyển thủ có mặt, hai người đành phải tháo chạy. Tiếp theo là Linh Ngọc Chân Nhân lên sân khấu, đối thủ của anh ta là tên nhóc xấu xa Vương Tịnh. Vương Tịnh tỏ vẻ quyết tâm giành chiến thắng, lập tức sử dụng công nguyên khiển tướng. Đáng tiếc khí linh vẫn chưa hình thành thì đã bị Trương Linh Ngọc dùng lôi pháp đánh tan. Vương Tịnh đồng thời triệu hoán hai khí linh, sau đó hợp cả hai làm một. Trương Linh Ngọc lười nói nhảm với anh ta, một chưởng đánh thẳng qua đó. Vương Tịnh tức tối định chống trả, Trương Linh Ngọc lập tức sử dụng khí hóa hình, hung hăng đánh anh ta ngã sóng xoài dưới đất. Tuy đã bị ma sát dưới mặt đất, tên nhóc Vương Tịnh này vẫn không biết xấu hổ, không ngừng lẩm bẩm mọi thứ đều là của anh ta. Trương Linh Ngọc thật sự không nghe tiếp được nữa, anh ta vốn nghĩ Trương Sở Lam đã đủ vô sỉ rồi, không ngờ tên nhóc này lại kinh tởm hơn. Thấy Vương Tịnh bị tát thành cho chết, ngay cả chủ tọa cũng mỉm cười. Cuộc thi đấu võ thuật cuối cùng đã bước vào trận chung kết. Hai anh em Trương Linh Ngọc và Trương Sở Lam sắp triển khai cuộc quyết chiến tranh đoạt quán quân. Trương Sở Lam tràn đầy tinh thần âm thầm thề nhất định sẽ giành chức quán quân. Nhìn Trương Linh Ngọc lại tương đối nhẹ nhàng, Sở Lam chuẩn bị đánh đòn phủ đầu, lập tức xông về phía đối phương. Linh Ngọc nhanh chóng bật ra rồi sử dụng khí hóa hình bắt đầu phản công, không ngờ Sở Lam tiến bộ thần tốc, chịu được đòn tấn công nặng nề này. Khi khí nén không còn nhiều nữa, Sở Lam lại mạnh mẽ thoát khỏi sự trói buộc, anh tiếp tục tung đòn tấn công Linh Ngọc. Đáng tiếc đối thủ vô cùng đáng gờm, anh hoàn toàn không thể tiếp cận anh ta. Linh Ngọc muốn thử lôi pháp của anh, lập tức ném ra một chiêu âm ngũ lôi. Mặc dù chặn được đòn tấn công của đối phương nhưng Sở Lam phải dùng cả hai tay dốc hết sức lực mới gắng gượng chống lại được Trương Linh Ngọc. Nhìn thấy dương ngũ lôi thuần khiết của Sở Lam, Trương Linh Ngọc vô cùng hâm mộ, sau đó anh ta đột ngột hủy bỏ trưởng tâm lôi để mặc Trương Sở Lam đánh bay mình ra ngoài. Ngay sau đó một điều khó tin đã xảy ra, một chất lỏng màu đen giống như dầu mạnh mẽ tràn ra, nó nặng nề và đục ngầu nhưng lại hay thay đổi kỳ lạ. Nó giống như thủy ngân rò rỉ ra khỏi mặt đất, có mặt ở khắp mọi nơi. Và ra đây mới là diện mạo thật của âm ngũ lôi, vì thế cho nên âm ngũ lôi còn được gọi là thủy tạng lôi. Trương Linh Ngọc hóa thân thành hoàng tử dầu mỏ, đi tới chỗ nào là chỗ đó bị bao phủ bởi dầu. Chỉ trong vài giây âm ngũ lôi gần như đã bao phủ gần như toàn bộ đấu trường, có vẻ như lần này anh ta sẽ làm thật. Sở Lam muốn thoát ra, âm ngũ lôi lại giống như xúc tu bám chặt lấy cơ thể anh. Trong lúc anh ta đang bị mắc kẹt, Trương Linh Ngọc lập tức tiến lên, mạnh mẽ lao về phía đối phương. Cũng may cuối cùng Sở Lam cũng kích hoạt được lôi pháp, mạnh mẽ nhảy ra khỏi đó. Vậy mà Trương Linh Ngọc lại kinh khủng đến thế, Trương Sở Lam không dám thả lỏng, lập tức đánh trưởng tâm lôi thẳng vào cơ thể mình. Như vậy anh sẽ có được tốc độ nhanh hơn sấm sét. Âm ngũ lôi ẩm ướt mà dính chặt, Trương Sở Lam cảm giác từng tấc xương chay của mình đang tan chảy. Ngay khi anh đã bỏ tay hết cách, Sở Lam chợt nhớ lại những gì ông nội đã dạy mình lúc trước. Bởi vì ngũ lôi thực chất là thấm thủy lôi và khắc tinh của nó chính là tâm phế lôi. Thế là Sở Lam lập tức kích hoạt lôi pháp để thoát khỏi âm lôi. Hai người lại lao vào chiến đấu, anh có thể đấu được đến bao nhiêu đã là rất đáng gờm, nhưng Trương Sở Lam đã thực sự đạt tới giới hạn cuối, vì thế anh quyết định sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng. Trương Linh Ngọc lại bị đánh trúng, thì ra chiêu này không cần điều khiển, mà một khi nó khóa chặt mục tiêu là sẽ bám sát không tha như tên lửa hành trình. Trương Linh Ngọc nặng nề ngã xuống đất, hơn nữa anh ta đã bị thương nặng, nhưng như thế vẫn chưa đủ để anh ta hoàn toàn thất bại. Để tỏ lòng kính trọng với Trương Sở Lam, anh ta cũng sẵn sàng sử dụng tuyệt chiêu của mình. Ngay sau đó Linh Ngọc dùng toàn bộ hỏa lực mạnh mẽ lao lên. Trương Sở Lam cố gắng kháng cự nhưng không thể tụ được khí, Trương Linh Ngọc đã gần ngay trước mắt, Trương Sở Lam tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Và chuyện kỳ lạ đã xảy ra, Trương Linh Ngọc đột nhiên ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Không biết tại sao anh ta lại bị âm ngũ lôi cắn trả, Linh Ngọc đã không còn khả năng chiến đấu nữa. Cũng vì vậy mà Trương Sở Lam trở thành quán quân của cuộc thi, kết quả này thực sự làm cho người ta khó chịu. Toàn bộ khán giả quan sát trận đấu đều la hét. Không ngờ kết quả thực sự có điều mờ ám. Lão Thiên Sư nói với Trương Linh Ngọc ông ta đã bỏ thần tiên hoàn vào đồ ăn của anh ta vào buổi sáng. Một khi Linh Ngọc dùng hết toàn bộ sức lực thì khí vận hành sẽ bị cản trở. Nhưng Lão Thiên Sư làm như vậy không phải để hại anh ta, mà vì muốn đồ đệ của mình phát triển tốt hơn trong tương lai. Tính cách quá ngây thơ của Trương Linh Ngọc đã trở thành chướng ngại cho công pháp của anh ta. Chỉ khi anh ta đột phá tính cách bản thân mới có thể phát huy âm ngũ lô đến cực hạn. Bởi vì Trương Sở Lam chiến thắng cuộc thi trở thành quán quân, Lục Cẩn chuẩn bị trao thưởng vé thông thiên theo như thỏa thuận, nhưng anh lại từ chối nhận thưởng. Một luồng khí đã khiến anh bị săn lùng khắp nơi rồi, bây giờ anh còn lấy thêm vé thông thiên thì chắc chắn sẽ càng chết nhanh hơn. Nhưng đồ đã lấy ra rồi, sao có thể thu hồi lại? Lục Cẩn cứ thế trao vé thông thiên cho Trương Linh Ngọc, Lão Thiên Sư thì đưa Sở Lam đi vào phòng. Phùng Bảo Bảo nhìn màu vàng lấp lánh trong căn phòng trước mắt, cô cực kỳ kích động vì sắp biết được nguồn gốc của mình. Không ngờ yêu nhân toán tính đột nhiên xuất hiện, không chỉ một hai tên xuất hiện mà đông đảo không khác gì một đội quân lớn. Họ tấn công điên cuồng phá hoại khắp nơi, bọn họ muốn săn bằng hoàn toàn phủ Thiên Sư thành đất phẳng.
Lúc này Lữ Lương đã phát hiện ra chuyện này trong trí nhớ của ông nội Sở Lam trước khi qua đời. Vậy mà Phùng Bảo Bảo có thể trẻ mãi không già, đây chính là bí mật còn hấp dẫn hơn cả Bát Kỳ Kỹ. Vì thế bọn họ quyết định phải bắt được Phùng Bảo Bảo về bằng bất cứ giá nào. Lúc này Bảo Bảo đang lo lắng chờ đợi ở ngoài điện, phía sau lưng cô không ngừng truyền đến tiếng gọi Bảo Bảo. Bảo Bảo cứ tưởng nó đang gọi mình cho nên đi theo tiếng gọi. Không ngờ cô lại tìm được một đám đạo sĩ mà họ còn đang không ngừng khóc thút thít. Ngoài ra tất cả bọn họ đều bị kẻ than khóc điều khiển. Kẻ than khóc có thể mê hoặc tâm trí con người thông qua tiếng khóc, nhưng dù anh ta có làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể gây ra bất cứ ảnh hưởng gì với Bảo Bảo. Kẻ than khóc cảm thấy không ổn bèn có càng chạy biến, Phùng Bảo Bảo lập tức đuổi theo anh ta, nhưng kẻ than khóc cố ý dẫn cô đi theo. Liễu Thanh nói muốn độ sức với Bảo Bảo một phen, ông ta sử dụng công pháp gọi là mặt nạ thần kỳ gì đó, vụt một tiếng lại biến thành quan công mặt đỏ. Quan công lập tức vung vẩy Thanh Long Yển Nguyệt đao, mãnh liệt tấn công Phùng Bảo Bảo. Cơ thể của Bảo Bảo vô cùng nhanh nhẹn, dễ dàng né tránh được đòn tấn công của đối phương. Cô lập tức xoay người lại phản công, trên gương mặt ông ta xuất hiện ngay một vết thương. Thế quan công không làm gì được cô, Liễu Thanh lại xoay người biến thành Mộc Quế Anh. Vũ khí của Mộc Quế Anh vô cùng sắc bén, nhanh chóng đâm vào lòng bàn tay của Bảo Bảo. Ông ta nhân cơ hội này ấn cô xuống đất. Khung cảnh thay đổi đến chỗ Trương Linh Ngọc, bọn họ đang đuổi bắt mấy tên yêu nhân toàn tính, kết quả lại rơi vào bẫy của đối phương. Đối thủ chân chính của bọn họ thực chất chỉ là toàn tính Tứ Trương và cả Hoắc Căn Miêu Thẩm Trung. Lục Cẩn lập tức sử dụng Thông Thiên Lộ về phía bọn họ. Công pháp tấn công mạnh của Tứ Trương dường như khắc chế Thông Thiên Lộ, luôn có thể dễ dàng phá vỡ thế tấn công của ông ta. Trương Linh Ngọc đành phải sử dụng Âm Ngũ Lôi, lớp dầu màu đen nhanh chóng bao phủ mặt đất. Lúc này người yêu cũ của Trương Linh Ngọc xuất hiện, cô ta chính là Giao Cạo Xương Hạ Hòa, một trong Tứ Trương cuồng. Trương Linh Ngọc bối rối trong nháy mắt nhưng Hạ Hòa lại chủ động ra trận, nhanh chóng kéo anh ta vào rừng cây nhỏ. Bây giờ chỉ còn một mình Lục Cẩn đối mặt với các cao thủ võ lâm. Tình thế khá bất lợi đối với ông ta, nhưng ông cụ Lục không phải là người hiền lành, ông ta sử dụng cấm thuật nghịch sinh tam trọng. Lục Cẩn chuẩn bị rơi vào con đường của quỷ dữ, liều chết chiến đấu. Chiêu này của ông ta có thể đẩy sự tức giận và thù hận của bản thân đến cực hạn. Lục Cẩn sẽ đạt được sức mạnh vượt xa mức bình thường 10 bước chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng nó cũng sẽ gây ra tổn thương không thể khắc phục cho cơ thể ông ta. Đây là con át chủ bài cuối cùng của Lục Cẩn, nhưng cho dù người chết hồn tan, ông ta cũng quyết tâm diệt trừ đám yêu nhân toàn tính này. Lúc này bên phủ Thiên Sư vẫn bình yên, lão Thiên Sư vẫn đang truyền độ Thiên Sư cho Sở Lam, nhưng ông đã truyền 3 lần liên tục mà vẫn chưa thể truyền thụ thành công. Ngoài ra trong lòng Trương Sở Lam vẫn còn tồn tại do dự và mâu thuẫn. Anh hỏi Thiên Sư nếu như tiếp nhận Thiên Sư độ của lão Thiên Sư thì bản thân sẽ có kết quả như thế nào? Lão Thiên Sư sẽ có kết cục ra sao? Thấy lão Thiên Sư im lặng, Trương Sở Lam lập tức hiểu rõ, thế là anh nói không cần Thiên Sư độ nữa. Lão Thiên Sư tức giận chửi ầm lên, nhưng bây giờ thật sự không phải thời cơ tốt nhất để truyền thụ, bởi vì yêu nhân toàn tính đã sắp đánh hạ núi Long Hổ. Lão Thiên Sư bực bội không có ai để chút giận, bay về một cái đến chiến trường. Lúc này hai đạo sĩ đã bị đánh gục, chỉ còn một cô gái đau khổ chống đỡ. Thấy bọn họ sắp thất bại trong gang tấc, đối phương cực kỳ phách lối còn tuyên bố sẽ phá hủy đạo quán nghìn năm này. Trong lúc bọn họ đang đắc ý, cô gái cuối cùng cũng đợi được viện binh. Thiên Sư một tay khống chế cánh tay anh ta, sau đó ngón út bắn ra. Găng tay của anh ta trong chớp mắt bị chấn động và vỡ nát, đồng bọn của anh ta chưa kịp phản ứng thì đã ăn một tát của Thiên Sư. Ông lại lập tức dịch chuyển tức thời đến một chiến trường khác. Sau khi ông hét to một tiếng, đám yêu nhân toàn tính đều trốn sang một bên. Một tên chơi song đao không phục dừng nanh múa vuốt chuẩn bị nhào lên, kết quả đao của anh ta vỡ thành từng mảnh vụn, anh ta sợ hãi vội vàng bỏ chạy. Quả nhiên lão Thiên Sư cực kỳ mạnh, đám yêu nhân toàn tính đồng loạt xông đến. Trương Linh Ngọc bị Hạ Hòa kéo vào rừng cây nhỏ, anh ta không tìm được cơ hội thoát thân, thúc giục Kim Quang Chú chuẩn bị đối phó với cô ta. Nhưng Hạ Hòa lại bước tới ôm và hôn anh ta một cái. Trương Linh Ngọc muốn nhanh chóng đi cứu Lục Cẩn, đánh ngã cô ta xuống đất. Hạ Hòa lại quấn lấy nhanh chóng nhảy lên lưng Trương Linh Ngọc, anh ta đánh ngã Hạ Hòa một lần nữa, còn bóp cổ cô ta, cầu xin cô ta hãy dừng tay. Hạ Hòa ngày càng táo tợn hơn, trực tiếp lè lưỡi liếm anh ta. Cuối cùng Trương Linh Ngọc không nhịn được nữa, nhưng anh ta không có cách nào xuống tay. Không ngờ quá trình liếc mắt đưa tình của bọn họ đã bị lão Thiên Sư nhìn thấy. Hạ Hòa vội vàng tránh đi, còn thử dùng dao róc xương với ông. Đáng tiếc chút thủ đoạn ấy không có tác dụng với lão Thiên Sư. Lão Thiên Sư muốn giúp Hạ Hòa hướng thiện, Hạ Hòa bày tỏ cuộc sống của tôi không phải thứ ông quyết định được. Cảnh tượng thay đổi, Lục Cẩn đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bùng nổ, sức mạnh kinh khủng không ngừng trào ra từ trong cơ thể ông ta. Đám người toàn tính sợ hãi trốn ở một góc vắng, không dám ứng chiến. Đáng tiếc lão Thiên Sư đã tới. Uyển Đào thấy con đường đã bị Thiên Sư chặn lại, bèn thừa cơ ném hạt châu đánh lén, không ngờ lại bị Thiên Sư bắt được. Sau đó ông dùng ngón tay bóp nát hạt châu, Uyển Đào lập tức phun ra một ngụm máu. Ngoài ra đây là sức mạnh của Thiên Sư, yêu nhân toàn tính sợ hãi vội vàng chạy trốn. Nhưng Lục Cẩn tích tụ sức mạnh đã trốn thoát khỏi khống chế của Thiên Sư, lập tức điên cuồng ném đan sách tấn công Thiên Sư. Thiên Sư không hề hoang mang, còn cầm điện thoại chụp ảnh, cho đến khi chiếc điện thoại yêu quý của ông bị phá hỏng, lão Thiên Sư mới tập trung lại. Thiên Sư biết Lục Cẩn đã nhập ma quá sâu, nhất định phải giải quyết vấn đề tận gốc mới có cơ hội để Lục Cẩn khôi phục nhân tính. Thế là ông sử dụng tĩnh tâm chú tổ sư ra để lại, sau đó không ngừng khiêu khích Lục Cẩn, muốn chọc giận để ông ta xông tới. Nhưng trong mắt Lục Cẩn điên cuồng lại nhìn thấy một người khác.
Vì lo cho sự an toàn của Phùng Bảo Bảo, Trương Sở Lam đi vào rừng rậm tìm kiếm khắp nơi, lại gặp phải cháu gái của Lục Cẩn, Lục Linh Lung. Nhưng hiện giờ bọn họ đang bị yêu nhân toàn tính tấn công vì bảo vệ Linh Lung Tàng Long còn bị chặt đứt một cánh tay. Đối phương có một cao thủ toàn tính, chính là một trong bốn kẻ điên, Hoắc Căn Miêu Thẩm Trung. Chứng kiến đám Tàng Long sắp bị giết hại dã man, Trương Sở Lam dũng cảm xông ra. Thẩm Trung hỏi anh bình thường anh không dễ dao động, sao lần này lại ra vẻ ta đây? Sở Lam đáp mình vẫn còn tính người. Thẩm Trung nghe xong thì không ngừng cười như điên, lập tức ép buộc ác linh công kích hai người kia. Anh ta thích xem nhất là sự tuyệt vọng của con người, anh ta lập tức tấn công Trương Sở Lam. Sau khi bắt được Sở Lam, Thẩm Trung dùng Vương Bát Quyền đánh anh răng rơi đầy đất, sau đó là một cú đấm móc. Trương Sở Lam lập tức phun ra một búng máu, đám ác linh kia cũng đồng loạt nhào đến điên cuồng cắn xé anh. Thừa lúc Sở Lam bận bịu chân tay rối loạn, Thẩm Trung hung hăng đá một cái, không ngờ Thẩm Trung lại mạnh như vậy. Trương Sở Lam bị đánh không có cách nào phản kháng, nhưng Thẩm Trung vẫn chưa có được thứ mình muốn. Anh ta ra lệnh cho ác linh nhấc Sở Lam lên cao, sau đó điên cuồng hấp thụ năng lượng của anh. Lúc này Trương Sở Lam đã rơi vào bước đường cùng, sức mạnh trong cơ thể anh dần dần bị hút khô, lần này anh thực sự sẽ chết ở đây sao? Lúc này anh nhớ ra trước đây ông nội nói với mình một loại công pháp đặc biệt có thể chuyển hóa năng lượng xung quanh thành năng lượng của mình. Trương Sở Lam vội vàng niệm khẩu quyết, năng lượng xung quanh quả thật tràn vào cơ thể anh. Vì vậy mà anh thoát được khỏi khống chế, tìm được đường sống trong chỗ chết. Thấy thằng oát con có nhiều năng lượng như vậy, Thẩm Trung tham lam điên cuồng hút. Nhưng anh ta không biết trong năng lượng có những con sâu trắng nhỏ, những con sâu đó di chuyển trong mạch máu của anh ta. Thẩm Trung bị giật, phun ra một búng máu, nhưng anh ta vẫn chưa phát hiện ra, chỉ vội vàng muốn chém sạch Sở Lam. Đúng lúc Thẩm Trung chuẩn bị giết chết anh, Trương Sở Lam cuối cùng cũng chờ được cơ hội phản công. Thẩm Trung bị điện giật cháy đen xì, đi đời nhà ma. Bên phía Lão Thiên Sư cũng đã có kết quả, bị Tĩnh Tâm Chú đánh vào đầu. Cuối cùng Lục Cẩn cũng trở về bình thường, nhưng ông ta vừa liếc nhìn thấy tay mình đâm vào ngực Thiên Sư lập tức hoảng hốt. Hóa ra Lão Thiên Sư đã đồng thời thi triển Tĩnh Tâm Chú và dùng khóa kim quang bảo vệ nội tạng của mình, vì thế ông không bị thương quá nặng. Khi Sở Lam trở lại phủ Thiên Sư, Phùng Bảo Bảo cũng an toàn trở về. Nghe nói anh cứu được cháu gái Lục Linh Lung của mình, để tỏ lòng biết ơn Lục Cẩn nài nỉ muốn chữa thương cho Sở Lam. Ông ta dùng bút vẽ mấy nét, thế mà vết thương trên người anh đã lành lại. Thông Thiên Lục này quả là thần kỳ. Đại trưởng môn của toàn tính Cung Khánh bắt tay với Lữ Lương nhân lúc hỗn loạn khống chế Lão Điền đã mất đi hai tay. Không chỉ cướp đi ký ức liên quan tới Trương Hoài Nghĩa, cuối cùng anh ta còn nhẫn tâm giết chết Lão Điền. Thấy sự đệ chết trước mặt mình, Lão Thiên Sư rốt cuộc nảy sinh ý giết chóc. Sau đó không lâu rất nhiều nơi xuất hiện sấm sét bất ngờ. Loại sét này có sức mạnh rất lớn, nó đánh trúng ai là người đó sẽ bị xé thành mảnh nhỏ trong nháy mắt. Loại sét này còn tấn công có chủ đích, mà người bị sét đánh chết đều là những tên toàn tính đang lẩn trốn. Những tia sét này đều do Lão Thiên Sư tạo ra. Mục đích xuống núi lần này của ông là càn quét đám toàn tính, báo thù cho sư đệ. Sau đó bọn họ đi tới tập đoàn Thiên Hà. Tập đoàn này vẫn luôn cung cấp tài chính cho toàn tính. Tổng giám đốc Lưu nghe nói Thiên Sư ghé thăm sợ hết hồn hết vía. Vì muốn Lão Thiên Sư yên lặng rời đi, anh ta không ngừng rảo biện, nói rằng mình đã hoàn toàn rời khỏi tổ chức, không liên quan gì đến chuyện ở núi Long Hổ. Lão Thiên Sư không muốn nhiều lời với anh ta, nói thẳng muốn gặp Cung Khánh. Lúc này một người đàn ông khóc lóc chạy vào phòng. Vừa thấy Thiên Sư, anh ta lập tức sững sờ, nhanh chân chạy biến, cánh cửa cạch một tiếng đóng lại. Người đàn ông đành phải tấn công lao nhanh tới. Lão Thiên Sư cử động ngón tay, trong nháy mắt bẻ gãy cổ anh ta, tiễn người về Tây Thiên. Tổng giám đốc Lưu hoảng hốt, run lên bần bật. Thiên Sư không hề hoang mang, lấy ra một chiếc hộp, bên trong đựng chiếc đinh thép đã giết chết Lão Điền. Ngày hôm sau, Thiên Sư tìm thấy Hạ Hòa, ba người tính cả cô ta bị Thiên Sư đánh mặt mũi bầm dập. Lão Thiên Sư lặp lại, tra hỏi Cung Khánh ở đâu, Hạ Hòa khăng khăng mình không biết. Thiên Sư không khách khí với cô ta nữa, Hạ Hòa tuyệt vọng nhắm mắt lại. Trương Linh Ngọc ở núi Long Hổ nhưng vẫn luôn thấp thỏm lo cho Hạ Hòa. Cuối cùng anh ta quyết định nghe theo trái tim, vi phạm lời dạy của Thiên Sư trước khi đi. Anh ta tự mình xuống núi tìm Hạ Hòa. Cung Khánh biết chắc chuyện không giấu được lâu, gọi cho Lữ Lương bảo anh ta tẩy não Tổng Giám Đốc Lưu. Anh ta để Tổng Giám Đốc Lưu đưa cho Lão Thiên Sư tin tức giả, sau đó anh ta lấy đinh thép ra phế bỏ Tổng Giám Đốc. Hóa ra anh ta bày ra chiêu gậy ông lập lưng ông, muốn thông qua ưu thế nhiều người đánh trọng thương Lão Thiên Sư. Lão Thiên Sư cũng không quan tâm quá nhiều, dẫn đồ đệ tìm đến. Sau khi vào quán bar, ông hỏi Cung Khánh ở đâu, không ngờ bọn họ lại đẩy Tổng Giám Đốc Lưu ra, nhưng anh ta đã biến thành tàn phế. Xem ra họ khó tránh khỏi một trận đại chiến, nơi này đúng là bữa tiệc hồng môn của Cung Khánh. Người đàn ông đeo dây xích vàng chưa từ bỏ ý định tấn công lần nữa. Lão Thiên Sư lập tức khai triển kim quang chú bảo vệ cơ thể. Ông đánh anh ta bay ra ngoài, đối mặt với thế tấn công mạnh mẽ, Lão Thiên Sư vẫn vững như núi Thái Sơn. Sau đó ông vừa đi vừa vẫy tay đánh lui toàn bộ yêu nhân toàn tính. Một đám luyện võ mà dám đánh nhau với người tu tiên đúng là không biết tự lượng sức. Thiên Sư đột nhiên dịch chuyển tức thời, tên đeo dây xích vàng vội vàng dùng vũ khí tấn công. Kết quả anh ta vẫn không phá được kim quang chú. Thiên Sư điều khiển dây xích ghim chặt anh ta lên tường. Thiên Sư nhặt một bông hoa cúc lên ung dung cắm trên dây xích của anh ta. Ông ta bảo anh ta truyền lời lại. Ba ngày sau, ông ở Thảo Nguyên chờ Cung Khánh. Cuộc đại chiến vừa kết thúc, Trương Linh Ngọc tìm được Thiên Sư. Anh ta quỳ gối trước mặt sư phụ cầu xin ông tha cho Hạ Hòa. Trương Linh Ngọc cả đời theo đuổi sự hoàn hảo, rất quan tâm đến ý kiến của người khác. Anh ta chưa từng đưa ra lựa chọn của mình, nhưng lúc này vì Hạ Hòa mà anh ta cuối cùng đã đối mặt với trái tim. Thế là Thiên Sư ra quyết định. Con không còn là người của núi Long Hổ nữa, ta cũng không còn là sư phụ của con.
Trương Linh Ngọc đau khổ khóc lóc, thật ra thiên sư muốn tác hợp cho anh ta và Hạ Hòa bởi vì ông không hề đánh Hạ Hòa. Đối mặt với vị thiên sư bao dung vĩ đại như vậy, Trương Linh Ngọc chỉ biết dập đầu, biểu đạt lòng cảm kích của mình. Sau đó không lâu, anh ta tìm được Hạ Hòa ở chỗ cũ, từ đó hai người sống một cuộc sống hạnh phúc mà không cần xấu hổ. Lúc này Lữ Lương đã mở khóa được ký ức của Lão Điền, truyền vào trong đầu Cung Khánh. Sau khi xem ký ức cuối cùng, anh ta cũng hiểu rõ chân tướng năm đó, không ngờ tất cả mọi chuyện đều liên quan đến Trương Sở Lam. Để biết rõ vấn đề cuối cùng, anh ta không trốn tránh nữa. Anh ta tới Thảo Nguyên muốn hỏi thiên sư rõ ràng, điều này chẳng khác gì lao đầu vào chỗ chết. Cuối cùng chỉ còn lại Lữ Lương nắm giữ bí mật, Cung Khánh khuyên Lữ Lương nhất định phải cẩn thận, bởi vì bí mật này rất có thể sẽ khiến kẻ giả mạo sẽ nhân lúc hỗn loạn xuất hiện lần nữa. Nhưng thực ra Lữ Lương cũng có mục đích của mình, anh ta cảm thấy mình đã ngày càng tới gần chân tướng. Lão thiên sư không hề nể mặt, Lục Cẩn cởi áo ra chuẩn bị đọ sức với ông một phen. Thiên sư chỉ đánh một chưởng, Lục Cẩn đã mất khả năng chống cự. Thực lực khủng bố như vậy khiến người ta khó mà tưởng tượng. Lão Thạch cũng không dám lắm lời nữa. Lúc này đám toàn tính xuất hiện tổng cộng 14 người, chúng đều là cao thủ, tới để khiêu chiến thiên sư. Trên thực tế chúng do Cung Khánh an bài, đối phương lập tức tấn công, các loại công pháp kỳ lạ ập đến. Lão thiên sư chỉ chậm rãi sinh ra sức mạnh không thể ngăn cản. Chỉ một lát sau 14 cao thủ đã bị đánh bại, lão thiên sư thật sự quá mạnh. Cung Khánh trốn chui trốn lùi cuối cùng cũng lộ diện, anh ta biết mình chắc chắn sẽ chết nhưng có mấy vấn đề cần hiểu rõ. Lão thiên sư không muốn nội dung cuộc trò chuyện lọt ra ngoài, dùng lôi pháp tạo ra một cái lồng bao quanh hai người. Cung Khánh cho rằng thiên sư không ngần ngại phá vỡ trật tự để xuống núi giết anh ta không chỉ vì báo thù cho sư đệ. Ông muốn giữ kín bí mật của Lão Điền, phòng ngừa giả thân chi loạn xảy ra một lần nữa. Nhưng anh ta cho rằng người đáng chết nhất không phải là mình. Lão thiên sư tức giận, hai mắt Cung Khánh không ngừng chảy máu nhưng anh ta vẫn kiên quyết cho rằng chỉ khi Trương Sở Lam và thể khí nguyên lưu hoàn toàn biến mất, mọi thứ mới kết thúc yên ổn. Lão thiên sư biết chuyện này nên mới muốn dùng thiên sư độ nhốt anh lại, mặc dù Trương Sở Lam là một biến số nhưng ông tin chắc rằng Trương Sở Lam lương thiện mới là người duy nhất có thể ngăn cản tai nạn xảy ra. Mà loại người có ý đồ đen tối giống Cung Khánh rất đáng sợ nếu biết bí mật này, bởi vậy ông nhất định phải giết chết Cung Khánh. Cung Khánh lập tức tuyệt vọng cười khổ, anh ta chết trong lôi trưởng của thiên sư biến thành một thi thể có trăm ngàn lỗ thủng. Nhưng thiên sư vì báo thù riêng mà lạm dụng dị năng cũng bị trừng phạt vĩnh viễn không thể rời khỏi núi Long Vũ. Trước khi đi, ông khuyên Trương Sở Lam mặc dù Cung Khánh đã chết nhưng ký ức của Lão Điền vẫn nằm trong tay Lữ Lương. Những chuyện còn lại anh phải tự giải quyết. Đến giờ phút chia ly với thiên sư, Trương Sở Lam buồn rầu khóc lóc. Anh đột nhiên gọi Lão Thiên Sư xin ông giúp mình một việc cuối cùng. Ông nội, cháu có để lại một cấm chế, ông có thể giúp cháu phá bỏ nó không? Sau khi đến sân bay, Phong Hân Đồng sửng sốt, Vương Giã nói anh chưa từng ngồi khoang hạng nhất. Ngoài ra là nhà anh có máy bay tư nhân, Hân Đồng thông minh lập tức hiểu rõ. Vị Vương đạo trưởng nhìn nghèo rớt mồng tơi này hóa ra lại là con nhà giàu, chuyện này thật sự quá xấu hổ, anh ta chỉ đành ỉu xìu rời đi. Sau khi về nhà, bố mẹ của Vương Giã vô cùng mừng rỡ, nhưng anh phát hiện người khác vừa tặng sâu chuỗi cho bố mình, vậy mà nó có dấu vết của khí. Mẹ vừa mới chơi mặt trược phía trên cũng có dấu vết của khí, lẽ nào có dị nhân lẻn vào nhà anh? Anh kiểm tra phòng mình kỹ càng, rõ ràng cũng có dấu vết dị nhân chạm qua. Xem ra sau khi thi triển phong hậu kỳ môn, anh đã bị nhân sĩ có mục đích nhắm trúng. Để bảo vệ người nhà của mình, anh gọi anh Đỗ tìm một vài dị nhân đến giúp, nhưng năng lực của đám dị nhân này đều rất kỳ quặc, có người không sử dụng xà phòng cũng có thể thổi bong bóng, còn có người xới quần áo bằng tay không. Cuộc phỏng vấn kéo dài tới tận đêm, anh cũng chưa tìm được ứng viên thích hợp. Lúc này anh phát hiện dưới lầu có người đang giám sát mình, thế là vù một cái anh đã bay sang đó, nhưng anh tuyệt đối không ngờ người giám sát mình lại là Trương Sở Lam. Vì muốn giải bí mật của năm đó cần phải ra tay từ truyền nhân của Bát Kỳ Kỹ, dĩ nhiên manh mối tốt nhất là phong hậu kỳ môn. Đúng lúc Vương Giã thiếu nhân lực tiện thể nhờ họ giúp một tay, họ mới ra ngoài chưa lâu đã phát hiện có người đang theo dõi. Khi đi qua cầu Tây Bất Trực Môn, Trương Sở Lam dụ xe theo dõi mình lên cầu. Đi qua ngã tư anh đột ngột chuyển làn đường, nhẹ nhàng cắt đuôi đối phương. Cầu vượt ở đây rắc rối và phức tạp, chắc đến trời sáng cũng chưa xuống. Lúc họ xuống cầu bỗng nhiên một dị nhân thi triển thần thông. Xe ô tô bị nổ lốp ngay lập tức, xe của họ hoàn toàn mất kiểm soát, mắt thấy xe sắp đụng chung phía trước. Chiêu này vừa ra mọi thứ chung quanh đều dừng lại nhưng nó lại không có bất kỳ tác dụng gì với Phùng Bảo Bảo. Vương Giã thấy xấu hổ khi bỏ đi một mình nên ngồi lại và thắt dây an toàn. Sau khi mở loạn kim chiết, Trương Sở Lam dựa vào kỹ thuật lái xe siêu cấp hoàn thành một cú dừng xe bên đường tuyệt đẹp. Lúc này chủ mưu đứng sau cũng hiện thân, xem ra trận đại chiến này khó mà tránh khỏi. Người mặc áo xanh tỏ ra ngơ ngác, mãi đến khi đồng bọn gọi thì anh ta mới hoàn hồn. Ba người đuổi theo Vương Giã, không ngờ anh cũng là cao thủ parkour. Anh bay qua các bức tường như rồng lượn, chẳng mấy chốc đã cắt đuôi được họ và chạy tới một công viên trống trải. Vương Giã dừng lại để chờ họ. Vì cuộc chiến này là không thể tránh khỏi, người mặc áo đỏ lập tức bắt đầu vận khí bày trận, nhưng trận pháp của anh ta lại là võ hầu kỳ môn. Người mặc áo xanh đánh trận đầu xông thẳng đến chỗ của Vương Giã. Đáng tiếc anh ta và Vương Giã hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Chẳng mấy chốc anh ta đã bị đánh ngã nhào.
Thấy Vương Giã không dễ đối phó, ba người xông lên chuẩn bị vây đánh anh. Vương Giã nhanh chóng bày tư thế phòng ngự, không thể tận dụng được lợi thế của nắm đấm và bàn chân đã bắt đầu đấu pháp. Người mặc áo xanh thi triển ly tự quyết của võ hầu kỳ môn, ném hai quả cầu lửa về phía Vương Giã. Anh cũng dùng thái cực để di chuyển tùy ý một vài lần, thay đổi quỹ đạo vận hành của quả cầu lửa, không ngờ điều này lại làm hỏng tượng điêu khắc của công viên. Người mặc áo xanh một hơi triệu hoán năm quả cầu lửa phát động tấn công dữ dội về phía đối phương, nhưng đáng tiếc là làm thế nào cũng không đánh trúng anh, quả cầu lửa toàn bị Vương Giã đánh bật đi. Cô gái trong số ba người có thể sử dụng thuật dịch chuyển không gian, cô ta không ngừng tạo truyền tống môn thay đổi vị trí xuất hiện quả cầu lửa làm Vương Giã không kịp trở tay. Sau đó cô gái lại bắt chước làm theo, phối hợp với người mặc áo xanh di chuyển toàn bộ quả cầu lửa, cuối cùng Vương Giã bị ép vào đường cùng. Người mặc áo đỏ lại lao lên và phát động một cuộc tấn công dữ dội. Vương Giã nhanh chóng dừng tay lại và sử dụng bàn lan sát để kết thúc cuộc chiến. Tượng điêu khắc phía sau bị nổ thành từng mảnh vụn, nhưng người mặc áo đỏ lại không hề bị tổn hại gì. Hóa ra anh ta thi triển bát thần lực lục hợp, tạo ra một lá chắn kiên cố. Vương Giã cảm thấy không ổn, vội vàng nhảy ra và duy trì khoảng cách an toàn. Thực lực của ba người này ai nấy cũng đều ngang ngửa với Trư Cát Thanh, rốt cuộc họ có lai lịch gì? Vương Giã cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, anh lập tức thi triển phong hậu kỳ môn, đánh cho ba người một trận thật hăng. Dưới sự giới thiệu của Trư Cát Thanh thì anh mới biết ba người này là người của anh ấy. Vì Trư Cát Thanh bị Vương Giã đánh bại nên đặc biệt chạy tới đây để thử thực lực của anh. Tuy đây là một vụ hiểu lầm nhưng Vương Giã vẫn thấy lo lắng, dù gì vẫn chưa tìm ra kẻ đang giám sát nhà anh. Để bắt được kẻ chủ mưu đứng sau, anh tìm Trương Sở Lam giúp điều tra. Trương Sở Lam ra vẻ mình rất đắt. Vương Giã nói anh cứ việc nói ra là được. Không hổ là Vương đạo trưởng, nghèo rất mồng tơi, điều này có hơi quá kiêu ngạo phải không? Quả nhiên 100 triệu này không hề uổng phí, Trương Sở Lam và Phùng Bảo Bảo điều tra theo mọi hướng khác nhau. Chẳng mấy chốc đã thăm dò được 11 tên giám sát, biết rõ một một thói quen sinh hoạt của họ. Đến 3 giờ sáng, họ lẻn vào địa điểm ẩn nấp của kẻ giám sát, nhẹ nhàng bắt được 3 tên. Sau đó họ lại tới một tòa cao ốc bị bỏ hoang, ba người khác đang ẩn náu ở đây. Lúc này họ đang ăn thịt nướng, không ngờ đám người của Vương Giã chạy thẳng lên đây. Một trận chiến khốc liệt sắp nổ ra, Vương Giã cũng chuẩn bị tư thế đánh gục đại hồ tử. Không ngờ anh ta lao tới và bỏ chạy, Vương Giã cũng bị đơ người, anh đành vội đuổi theo. Trương Sở Lam bọn họ nhanh chóng khắc phục đối thủ, đại hồ tử liều mạng bỏ chạy. Lúc Vương Giã đuổi tới nơi, anh ta đã trốn. Để đề phòng đối phương đánh úp, anh mở trận pháp trước. Đại hồ tử cầm cục gạch trốn trong góc, không hề biết mình đã là một con cờ trong trận pháp. Vương Giã cũng cố ý để lộ sơ hở, quả nhiên anh ta xông ra ngoài. Dưới sự phối hợp của 4 người, 11 tên giám sát đều bị tóm gọn. Nhưng họ rất tuân theo quy tắc, làm thế nào cũng không tiết lộ dù chỉ một từ. Để tìm ra kẻ chủ mưu phía sau, họ quyết định sử dụng kỳ môn tứ bản để tìm ra câu trả lời. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ba người đã vào thế giới nội cảnh, trong đó cũng là thế giới tinh thần của Trư Cát Thanh. Nơi này có thể tính ra đáp án cho mọi vấn đề, chẳng hạn hỏi số quả bóng có hai màu tiếp theo sẽ là số mấy. Trong nội cảnh sẽ sản sinh một quả cầu sáng, bóp nát nó thì đáp án phóng thích ra ngoài, đi vào đầu của người đặt câu hỏi. Sau khi biết được câu trả lời thì không được tiết lộ thiên cơ, nếu không sẽ gặp nhiều điều không suôn sẻ, thậm chí là chết trên phố. Mức độ nghiêm trọng của hình phạt phụ thuộc vào thông tin được tiết lộ ảnh hưởng đến thế giới này. Khi Vương Giã hỏi thân phận kẻ chủ mưu, nó lại sản sinh ra một quả cầu sáng khổng lồ. Muốn đập tan quả cầu sáng to đùng thế này không phải là chuyện dễ dàng. Trương Sở Lam thi triển lôi pháp tấn công, không ngờ nó lại biến thành khiên mộc. Ba người đều dốc hết sức mình nhưng vẫn không làm cách nào lay động quả cầu sáng. Nhưng họ không dễ dàng bỏ cuộc, tiếp tục gia tăng lực tấn công, cuối cùng quả cầu sáng cũng bị vỡ tan. Đáp án mà họ muốn cũng xuất hiện, hóa ra kẻ chủ mưu trong chuyện này lại là Trần Kim Khôi, một trong 10 ông trùm. Họ dễ dàng có được đáp án như vậy. Trương Sở Lam muốn tranh thủ trận pháp vẫn chưa kết thúc, lại hỏi thêm một câu. Trong nội cảnh lập tức xuất hiện một quả cầu ánh sáng, năng lượng của nó mạnh không gì sánh được, màu sắc trong nội cảnh cũng thay đổi theo. Vấn đề mà anh hỏi chính là chân tướng của loạn giáp thân, đáp án này quá hấp dẫn. Trương Sở Lam đã hoàn toàn bị mê hoặc. Đám Vương Giã muốn tiến lên ngăn cản nhưng lại bị thứ gì đó giữ chặt. Ba người ở thế giới thực đã bắt đầu thổ huyết, tình hình vô cùng nguy hiểm. Phùng Bảo Bảo vội giúp họ bày ra tư thế khác nhau, giúp khí của họ vận hành thuận lợi. Nhưng trong nội cảnh, Trương Sở Lam đã hoàn toàn bị đáp án mê hoặc, choàng một tiếng đi vào thế giới của đáp án. Trương Sở Lam lên một chiếc tàu hỏa, trước mắt là một ngọn lửa đang triệu hoán anh. Tiếp đó ngọn lửa này biến thành một cô gái, mà người này lại chính là Phùng Bảo Bảo. Trương Sở Lam vội vàng chạy tới, Phùng Bảo Bảo lại thổi ra một luồng gió cực mạnh thổi anh ra khỏi thế giới đáp án. Trương Sở Lam cũng quay lại nội cảnh, Gia Cát Thanh lập tức giải trừ trận pháp, ba người lập tức quay lại thế giới thực. Nhìn Phùng Bảo Bảo trước mắt, Trương Sở Lam im lặng, xem ra loạn giáp thân quả thực có quan hệ rất lớn với cô. Sau khi biết kẻ đứng sau màn, Trương Sở Lam lập tức đi tìm Trần Kim Khôi, đưa một xấp ảnh ra, trong đó toàn chụp người nhà của ông ta. Trương Sở Lam muốn nói với ông ta rằng nếu ông ta dám ra tay với người nhà của Vương Giã, người nhà của ông ta cũng sẽ không có kết quả tốt. Khi đối phó vô lại thì phải dùng cách vô lại, cuối cùng anh đưa cho đám đại hồ tử một số tiền, chuyện tới đây cũng kết thúc. Sau đó anh đưa Vương Giã chuẩn bị về nhà, nào ngờ trên đường lại nhận được điện thoại của Lữ Lương. Trương Sở Lam tới nơi hẹn, quả nhiên Lữ Lương đã xuất hiện, nhưng trên người anh ta đầy vết thương. Bởi anh ta nắm giữ bí mật loạn giáp thân nên bị người ta đuổi giết, Lữ Lương vừa giao ký ức cho Trương Sở Lam thì anh trai của anh ta dẫn người đuổi tới. Lữ Lương vội vã chạy trốn, sau đó mạnh mẽ rút ký ức của mình ra, lén lút bóp nát nó. Anh trai của Lữ Lương phát hiện ra vô cùng phẫn nộ, xông lên đánh cho anh ta một trận.
Sau khi đưa Lữ Lương về nhà, anh ta lại bị tra tấn một cách tàn nhẫn. Ngoài ra, Đoàn Mộc Anh, người tạo ra song toàn thủ, luôn bị Lữ Từ nhốt dưới mặt đất. Đoàn Mộc Anh không nói cách tu luyện song toàn thủ, ông ta đã nhốt bà ấy 60 năm. Sau khi quan sát nhiều năm, cuối cùng Lữ Từ cũng phát hiện song toàn thủ không phải mật quyết mà nằm trong máu của Đoàn Mộc Anh. Thế là Lữ Từ biến bà ấy thành huyết nô của mình. Mỗi lần nhà họ Lữ có trẻ con mới sinh, ông ta sẽ hút máu của bà ấy để đổi máu cho đứa trẻ. Như vậy, con cháu của nhà họ Lữ sẽ sở hữu song toàn thủ. Để lừa dối người khác, Lữ Từ xảo quyệt đã đổi tên nó thành Thuật Minh Hồn. Lữ Lương và Lữ Hoan từ nhỏ có Thuật Minh Hồn, hơn nữa còn là hai đứa trẻ có thiên phú nhất của nhà họ Lữ. Có điều Thuật Minh Hồn của Lữ Hoan mạnh hơn, cô bé không chỉ có thể rút được ký ức mà còn có thể xóa ký ức. Vì cô phát hiện Đoan Mộc Anh bị cầm tù, được sự chỉ dạy của bà ấy nên Thuật Minh Hồn của Lữ Hoan càng mạnh hơn một bậc. Nhưng vào một ngày Tiểu Hoan tới học hỏi bà ấy, lúc đi ra thì hai mắt lại trở nên đen xì, gần như đã bị Đoan Mộc Anh đoạt xác. Ánh mắt của cô bé cực kỳ đáng sợ, hiển nhiên đã không còn là Tiểu Hoan lúc trước nữa. Tiếp đó chuyện kỳ lạ xảy ra, Lữ Lương đột nhiên đẩy cô bé xuống vách núi. Cũng kể từ đó Lữ Hoan và Đoan Mộc Anh hoàn toàn biến mất. Nhưng Lữ Lương lại không nhớ gì hết, khăng khăng nói rằng mình không hại Tiểu Hoan. Nhưng chứng cứ lại bày ra trước mắt, mọi người không hề tin cậu bé. Cũng vì vậy Lữ Lương bị nhốt 8 năm, đứa trẻ năm xưa đã trở thành một thiếu niên. Vì Lữ Cung tự đại, cuối cùng Lữ Lương cũng có cơ hội chạy trốn, anh ta đẩy ngã Lữ Cung rồi trốn khỏi nhà họ Lữ. Để tìm lại Tiểu Hoan và sự thật năm xưa, anh ta đã gia nhập Toàn Tính. Lữ Lương vốn cho rằng có Toàn Tính làm núi dựa thì bản thân sẽ tìm ra sự thật dễ dàng hơn. Nào ngờ Toàn Tính bị Lão Thiên Sư giết gần hết, Lữ Lương lại tiếp tục cuộc sống trốn chạy, đáng tiếc vẫn bị người của nhà họ Lữ bắt về. Trong lúc tra tấn thẩm vấn, anh ta hỏi Lữ Từ vì sao Thuật Minh Hồn của nhà họ lại giống song toàn thủ của Bát Kỳ Kỹ như vậy. Để che giấu bí mật, Lữ Từ đã chém đứt hai tay của anh ta khiến Lữ Lương thành người tàn phế. Lúc anh ta tưởng mình sắp chết thì chuyện kỳ lạ xảy ra. Máu chảy ở dưới đất bắt đầu phát sáng, sau đó lại bắn ra một sức mạnh thần bí, chậm rãi chảy vào trong cơ thể Lữ Lương. Tiếp đó chuyện không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Hai tay bị chém đứt của Lữ Lương lại bắt đầu mọc ra, chẳng mấy chốc tứ chi đã khôi phục lại. Hóa ra Thuật Minh Hồn mà bọn họ tu luyện chính là song toàn thủ, một trong Bát Kỳ Kỹ. Ngoài việc có thể khống chế ký ức của người khác, song toàn thủ còn có thể khiến cơ thể bằng xương bằng thịt khôi phục lại. Lữ Từ chém đứt hai tay của anh ta với ý đồ hoàn toàn che giấu bí mật song toàn thủ, nào ngờ khiến Lữ Lương rơi vào tuyệt cảnh, thức tỉnh sức mạnh thực sự ở trong máu. Lúc Lữ Từ đi vào ngục giam, Lữ Cung đột nhiên trói chặt cổ của ông ta từ phía sau, bởi anh ta đã bị Lữ Lương khống chế biến thành một con rối nghe lời. Tiếp đó Lữ Lương dùng song toàn thủ khiến Lữ Từ hoàn toàn biến thành một phế nhân, nhưng chỉ vậy không thể khiến nỗi hận trong lòng Lữ Lương biến mất. Chính những người này năm xưa đã vu oan cho Lữ Lương hại chết Tiểu Hoan nên mới khiến anh ta chịu khổ cả một đời. Bây giờ cuối cùng cũng tới lúc tính sổ rồi, Lữ Lương sử dụng song toàn thủ rút hết ký ức của mọi người, sau đó không hề do dự mà bóp nát chúng, khiến họ sống trong sự trống rỗng và tuyệt vọng, mãi mãi không được siêu sinh. Như thế, gia tộc nhà họ Lữ đã bị diệt môn. Sau đó Lữ Lương lại quay về Toàn Tính, dùng song toàn thủ khống chế toàn bộ môn đồ, trở thành trưởng môn mới của Toàn Tính. Chẳng mấy chốc anh ta đã khống chế được tất cả cao thủ của Toàn Tính, lệnh cho họ tìm kiếm trên quy mô lớn. Mục đích chính là để tìm được tung tích của Đoan Mộc Anh. Cách của Trương Sở Lam đơn giản hơn, anh tìm nhân viên kỹ thuật của công ty giúp đỡ, nhưng anh chẳng thể ngờ nhân viên kỹ thuật lại chỉ là một người máy. Cơ thể này lưu trữ ý thức của một học sinh lớp 11 sử dụng hình thức kết nối internet kỹ thuật số. Vì thế cô ấy gần như không gì không biết, không có chỗ nào là không có mặt, nhưng lại không thể nào rời khỏi cơ thể này được. Cô ấy nói với đám Trương Sở Lam công ty đã tìm thấy Đoan Mộc Anh từ lâu, bởi năm xưa có người gọi điện tố cáo nên họ đưa bà ấy về công ty. Bây giờ Đoan Mộc Anh được sắp xếp ở trong một viện dưỡng lão, đám Trương Sở Lam lén đưa bà ấy ra ngoài. Nào ngờ Lữ Lương nẫng tay trên nhân cơ hội đưa Đoan Mộc Anh đi. Lữ Lương đưa Đoan Mộc Anh về nhà họ Lữ, rút ký ức của bà ấy ra với ý đồ muốn tìm ra tung tích của em gái. Nào ngờ ký ức của bà ấy lại chính là của em gái Tiểu Hoan. Lúc anh ta đang nghi ngờ, Trương Sở Lam đã đuổi tới, anh nói với Lữ Lương rằng Đoan Mộc Anh trước mắt rất có khả năng chính là Tiểu Hoan, em gái của anh ta. Ngoài ra năm đó Đoan Mộc Anh lừa Tiểu Hoan rằng muốn truyền thụ công pháp, nào ngờ đột nhiên sử dụng song toàn thủ, bà ấy rút ký ức của Tiểu Hoan ra bóp nát ký ức của cô bé, sau đó lại rút ký ức của mình ra đặt vào trong cơ thể của Tiểu Hoan. Cứ thế Đoan Mộc Anh đã chiếm lấy cơ thể của cô bé rồi thoát khỏi địa lao của nhà họ Lữ. Còn những mảnh vụn ký ức còn sót lại của Tiểu Hoan trong không trung lại tiến vào cơ thể của Đoan Mộc Anh. Cô bé sống lại dưới hình hài bà ấy. Sau đó Đoan Mộc Anh sửa đổi hết ký ức của mọi người nhà họ Lữ, bà ấy ngụy tạo ảo giác Lữ Lương đã giết chết Tiểu Hoan để Lữ Lương bị đuổi giết suốt đời. Để tìm được tung tích của Đoan Mộc Anh, Trương Sở Lam quyết định hợp tác với Lữ Lương. Thế là anh lấy ra ký ức mà lần trước anh ta đưa mình cho đối phương. Lữ Lương lập tức thi triển song toàn thủ phá giải, nhưng anh ta phát hiện bên trong có một cấm chế. Nếu như cưỡng ép phá giải, rất có thể sẽ bóp méo không gian và mở ra không gian ở vĩ độ khác. Để tìm được chân tướng, ba người đành liều một phen. Cùng với cấm chế dần mở ra, xung quanh bắt đầu rung lên dữ dội, như thể đang xảy ra động đất. Đúng lúc này một chuyến xe lửa đột nhiên xông vào địa lao, một không gian có vĩ độ khác đã bị mở ra. Ba người họ giúp sức chạy theo xe lửa, sau đó trèo lên xe một cách suôn sẻ. Ngay sau đó chuyến xe lửa rời khỏi mặt đất lao thẳng lên trời. Cuối cùng chuyến xe lửa cũng dừng lại, bên trên còn có rất nhiều hành khách. Khí của họ đều vương tại đây nên mới sinh ra cảnh tượng như bây giờ. Thân phận của những người này không hề đơn giản, khí thể nguyên lưu Trương Hoài Nghĩa, công nguyên khiển tướng phong, thiên dưỡng.
Đại La Động Quan Cốc Kỳ Đình, Thần Cơ Bách Luyện Mã Bản Tại, Lục Kho Tiên Tặc Nguyễn Phong, Thông Thiên Trịnh Tử Bố, Phong Hậu Kỳ Môn Chu Thánh. Người sáng tạo bát kỳ kỹ thì đã có 6 người xuất hiện, tòa xe bên cạnh còn có một người đàn ông đang khóc, anh ta chính là trưởng môn toàn tính Vô Căn Sinh. Trước mặt Vô Căn Sinh có một cỗ quan tài có lẽ chính là đối tượng khiến anh ta khóc. Phùng Bảo Bảo vội bước tới xem xét, người trong quan tài lại khiến cô ngạc nhiên đến há hốc miệng, người bên trong vậy mà lại giống hệt cô, rốt cuộc có chuyện gì thế nhỉ, lẽ nào Phùng Bảo Bảo đã chết rồi? Đúng lúc này Tiểu Hoa xuất hiện nhưng đầu óc cô bé lại là Đoạn Mộc Anh. Đoạn Mộc Anh vuốt ve gương mặt của Phùng Bảo Bảo rồi nói, cuối cùng họ vẫn thực hiện thành công rồi. Phùng Bảo Bảo hỏi bà ấy về thân phận của mình, Đoạn Mộc Anh nói rằng mình không chỉ quen biết cô mà còn biết bố ruột cô Vô Căn Sinh, hơn nữa Phùng Bảo Bảo còn từng chết một lần. Lúc này chuyến xe lửa đột nhiên dừng lại, Đoạn Mộc Anh tiếp tục nói, nếu họ muốn biết mọi sự thật thì hãy đi cùng bà ấy về phía trước. Xem ra mọi việc sắp có được câu trả lời rồi. Dưới sự dẫn dắt của Đoạn Mộc Anh, họ đến một nơi thần bí, 24 tiết cốc trong truyền thuyết. Nơi này là vùng đất khởi nguồn năng lượng của dị nhân, cũng là sự tồn tại đặc biệt vượt qua cả không gian và thời gian. Năm đó họ đã ngộ đạo ở đây, lĩnh ngộ được bát kỳ kỹ vô cùng cường đại. Sau này Vô Căn Sinh lại gọi họ tới nơi này lần nữa để làm sống lại con gái Phùng Bảo Bảo. Nhưng bởi vì Đoạn Mộc Anh bị nhà họ Lữ giam cầm nên họ chỉ đánh thức được cơ thể của Phùng Bảo Bảo. Nhưng ký ức vẫn còn sót lại trong sơn động, sau đó Đoạn Mộc Anh thi thiển xong toàn thủ. Những mảnh vụn ký ức của Phùng Bảo Bảo lập tức hiện lên, bà ấy tụ chúng lại thành một cục nhỏ. Bên trong quả nhiên là dáng vẻ của Phùng Bảo Bảo trước kia, nhưng thể ký ức nhanh chóng biến mất. Để cô có thể nhanh chóng lấy lại ký ức, Đoạn Mộc Anh mở một khí cục ra. Ngay sau đó một kết giới năng lượng xuất hiện nhốt bà ấy và Phùng Bảo Bảo vào bên trong. Vì tìm lại ký ức, Phùng Bảo Bảo không chút đề phòng nằm xuống, ai ngờ đây là cái bẫy của Đoạn Mộc Anh. Hóa ra bà ấy cố ý rút sạch ký ức của cô, sau đó chiếm lấy cơ thể hoàn mỹ này làm của mình. Trương Sở Lam phát hiện điều lạ thường lập tức xông lên nhưng lại bị kết giới bắn ra. Anh sử dụng lôi pháp tấn công kết giới, tiếc là không có tác dụng gì, hơn nữa còn bị phản phệ lên người mình. Trường Sở Lam không bận tâm được nhiều như thế, anh lại tấn công bằng lôi pháp. Đoạn Mộc Anh kiêu ngạo nói với anh đây là bức tường được xây nên bằng sức mạnh tập bát kỳ kỹ, cho dù lão thiên sư có tới cũng đừng hòng phá được nó. Cứu của Phùng Bảo Bảo nhanh chóng bị rút ra, Đoạn Mộc Anh không chút do dự bóp nát chúng. Trường Sở Lam đã cạn kiệt sức lực, ngã nặng nề lên đất. Đúng lúc này một chuyện khó tin đã xảy ra, tất cả sinh mạng trên đời đều bắt đầu sinh ra năng lượng và không ngừng chảy vào trong cơ thể của Trương Sở Lam. Hóa đây là thuật đầu cuối của khí thể nguyên lưu, cũng tức là tất cả năng lượng trong vũ trụ đều nhập vào cơ thể anh mặc anh sử dụng. Trương Sở Lam lập tức khôi phục sức lực, ngưng tụ năng lượng lại tấn công mạnh mẽ về bức tường khí, tuy nhiên anh vẫn không phải đối thủ của Đoạn Mộc Anh. Lúc này Lữ Lương xông tới, truyền khí của mình cho anh chống lại Đoạn Mộc Anh. Đồng thời khí của anh xuyên qua không gian dị khác đến thế giới thực, nhóm bạn bè Vương Dã và Trương Linh Ngọc đều có thể cảm nhận được tiếng gọi của Trương Sở Lam, quan trọng hơn là lão thiên sư cũng cảm nhận được. Khi Trương Sở Lam sát cạn kiệt khí, tất cả bạn bè của anh đều đứng sau lưng anh và truyền khí không ngừng cho anh. Nhờ sự chung sức chung lòng của mọi người, bức tường khí đã bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt, nhưng Phùng Bảo Bảo đã không còn thời gian nữa, cơ thể của cô sắp bị cướp đoạt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng lão thiên sư cũng xuất hiện. Khi bức tường khí biến mất, linh hồn của Đoạn Mộc Anh hoàn toàn biến thành tro bụi. Trường Sở Lam cũng ngã lên đất ngất xỉu. Ba tháng sau anh tỉnh lại, Phùng Bảo Bảo cũng không có gì đáng ngại, nhưng vì ký ức đã bị bóp nát, chẳng còn gì cả nên cô đã không nhận ra anh. Nhưng Trường Sở Lam không chịu thua, anh quyết định làm lại từ đầu với cô, bởi vì trong lòng anh đã coi Phùng Bảo Bảo cô là người thân từ lâu. Trên đây là toàn bộ nội dung của bộ phim Thế Giới Dị Nhân. Các bạn thấy bộ phim này có hay không? Trên thang điểm 10 các bạn đánh giá bộ phim được mấy điểm? Hãy gửi câu trả lời ở dưới phần bình luận cho bọn mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!